chương 311, khí thông tin sông. Hai người thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên. Kim sĩ tiểu bằng vương không rõ vì sao, cho rằng thuần dương thánh tử muốn thống hạ sát thủ, sốt ruột mở miệng uy hiếp. Hắn không thể nhìn thiên dương chân nhân chết ở trước mặt. Chí tôn truyền nhân, thân phận không đơn giản. Cùng âm dương chí tôn quan hệ mật thiết, nếu là có tổn thất gì. Chí tôn trách tội xuống, bọn họ trách không phải bên cạnh vay, không cách nào gánh chịu. Nếu như vì vậy tức giận, đối với bọn họ thống hạ sát thủ, bọn họ tổn thất liền lớn kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không người có thể ngăn cản chí tôn lửa giận theo hai bên thanh âm chậm rãi hạ xuống bốn phía bầu không khí ngưng kết lâm vào yên tĩnh như chết kim rơi có tiếng ánh mắt mọi người dồn dập nhìn về phía kim sĩ tiểu bằng vương đám người phương hướng đám người thần sắc cổ quái thuần dương thánh tử cũng không dự định thống hạ sát thủ kim sĩ tiểu bằng vương lại mở miệng quát lớn uy hiếp đến tộc cùng muốn làm cái gì chẳng lẽ nhờ vào đó kích khởi thuần dương thánh tử tức giận để cho hắn buông tha nguyên bản phương pháp làm trực tiếp trảm sát thiên dương chân nhân. Chẳng lẽ song phương có cừu oán? Chủ yếu kim sĩ tiểu bằng vương những lời này quá không phải lúc. Phản phất cố ý làm. Muốn mượn này làm tức giận thuần dương thánh tử. Trên thực tế, đây cũng là vừa khóc, kim sĩ tiểu bằng vương cho rằng thuần dương thánh tử muốn thống hạ sát thủ, cho nên mới mở miệng uy hiếp. Nào biết đâu rằng, thanh âm đồng thời vang lên. Đưa tới bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Quả nhiên. Thuần dương thánh tử cùng tần nhị thế sắc mặt từng bước lạnh xuống. Ngươi đang uy hiếp ta. Thuần Dương Thánh Tử một tay bắt lại Thiên Dương Chân Nhân, vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng. Vô luận là ai, đều không muốn nghe đến người khác uy hiếp. Ở sau khi nói xong, nghe được hai người giao lưu. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương đã có chút hối hận. Không nên sớm như vậy nói chuyện. Nếu không, sự tình rất đơn giản liền kết thúc. Sẽ không khiến cho nhiều như vậy sóng lớn. Hiện tại bởi vì hắn những lời này, đưa tới sóng lón tiệm khởi. Bất quá Kim sĩ Tiểu Bằng Vương tâm so thiên cao, kiêu căng khó thuần, không nguyện thừa nhận lỗi lầm của mình, lãnh nói rằng, ta chỉ là ở nhắc nhỏ ngươi tính tình của nó quá kiêu ngạo. Hoàn toàn là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tính cách, tính tình cao ngạo, không nguyện cúi đầu. Cũng không muốn thừa nhận lỗi lầm của mình. Đương nhiên, trừ phi có tuyệt đối lực lượng trấn áp qua đây, nên cúi đầu còn là muốn cúi đầu. Thật giống như sợ hãi với âm dương chí tôn thực lực, thần phục với đối phương. Ta muốn là giết hắn đi làm như vậy. Ngươi muốn giết ta. Thuần dương thánh tử hơi biến sắc mặt, lộ ra nụ cười, tiếu lý tàn đao chậm rãi nói ra chỉ là ngươi nếu muốn giết ta dường như không có bản sự này ta có thể ung dung từ nơi này đi ra ngoài ngược lại là ngươi liền không nhất định ta đang nhắc nhở ngươi một câu tốt nhất hiểu rõ ràng lời kế tiếp trả lời thế nào nếu không họa là từ ở miệng mà ra trả giá cao chưa chắc là ngươi có thể thừa nhận vốn là đánh bại thiên dương chân nhân đem dẫm ở dưới chân cũng coi là cho tần nhị thế xả giận chuyện này cũng liền đi qua thế nhưng kim sĩ tiểu bằng vương muốn tham dự trong đó đó cũng không giống nhau. Thiên Dương chân nhân còn có thể kiên kỳ vài phẫn, dù sao đứng sau lưng tấm khu. Thuần Dương Thánh Tử cũng không muốn treo chọc sự cố, tự dưng cho Thánh Địa treo chọc địch nhân. Thế nhưng Thái cổ hoàng tộc cũng không giống nhau. Không nói cái khác, hôm nay Thái sơ Thánh Địa liên minh đứng lặng cửu thiên giới đỉnh cao. Ngoại trừ cầm khu ở ngoài, bọn họ không cẩn đem còn dư lại người để vào mắt. Đại giới. Nực cười. Kim sĩ tiểu bằng vương cười lạnh một tiếng, thần sắc kiêu căng khó thuần, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, hầu như mắt nhìn xuống thuần dương thánh tử lãnh nói rằng, có cái gì đại giới có thể để cho bản vương? Thừa không tham nổi. Ngươi còn là thuần dương thánh địa. Vẫn là thái sơ thánh tử. Nói xong lời cuối cùng mặt một lần hành động, kim sĩ tiểu bằng vương thanh âm từng bước giảm xuống. Chẳng chờ một chút đang suy tư có muốn hay không nói xong. Thuần dương thánh tử cùng thuần dương thánh địa hắn có thể coi rẻ. Duy chỉ có thái sơ thánh tử khó có thể dám nói thế với. Chủ yếu thái sơ thánh tử thân phận cùng chiến lực, làm cho hắn kiên kỵ dù cho đứng sau lưng Âm Dương Chí Tôn cũng là như vậy. tuy là đoán được Âm Dương Chí Tôn kế hoạch, thế nhưng dù sao Âm Dương Chí Tôn vẫn không có động thủ. bây giờ nếu như cùng Thái Sơ Thánh Tử đánh đập tàn nhẫn, Âm Dương Chí Tôn chưa chắc sẽ nguyện ý xuất thủ. chỉ là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương quá mức kiêu căng khó thuần, tâm so thiên cao, bao quát chúng sinh. mặc dù biết hậu quả là cái gì, cuối cùng vẫn nói ra ngoài. lời này vừa nói ra, đám người vì thế mà kinh ngạc. cái này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thật là không sợ chết a. À dĩ nhiên thực có can đảm ở Thái Sơ Thánh Tử trước mặt nói lời như vậy. Chẳng lẽ có cái gì dựa hay sao? Còn là nói chỉ là phô trương thanh thế. Chắc là phô trương thanh thế. Ngược lại quá khứ đám người còn có thể suy nghĩ sâu xa kim sĩ tiểu bằng vương có phải hay không có dựa. Thế nhưng vừa nghĩ tới 10 năm trước sự tình. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc không có gì nội tình, cũng hoặc là nội tình kém cỏi nhất, lại như cũ giám đường hoàng kiêu ngạo, ít đem người trong thiên hạ để vào mắt. vẻ mặt sung mãn mập mạp, phô trương thanh thế làm cho thế lực khắp nơi trở nên kiên kỳ. Bởi vì kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có cái gì cường đại con bài chưa lật. Thẳng đến gian trần vạch trần, chúng người mới biết đây hết thảy đều là vẻ mặt sung mãn mập mạp, Đều là giả. Có vết xe trước, mọi người nhìn về phía kim sĩ tiểu bằng vương ánh mắt lộ ra một vẻ nghĩ vân. Tiểu tố. Kim trường hà sắc mặt kịch biên, hầu như muốn khóc. Tuy là bọn họ đứng sau lưng âm dương chí tôn, thế nhưng dù sao đây là ngầm. Hơn nữa âm dương chí tôn có dám hay không ra tay với thái sơ thánh địa vẫn là một chuyện khác a. À? Đây hết thảy đều không rõ, trực tiếp trêu chọc tới thái sơ thánh tử. Đây không phải là thỏa thỏa tự tìm đường chết sao. Chúng ta liền không thể điệu thấp một cái. Nén giận một hồi, cho, các loại, sống quá trong khoảng thời gian này, sau này bọn họ có thể xoay người. Hắn hiện tại rất muốn bưng kim sĩ tiểu bằng vương miệng. Ta còn chưa đủ sao. Giang Trần hít một khẩu khí, thanh âm u u, vang vọng toàn bộ thiên địa nghe được cái này thanh âm, tâm thần mọi người kinh sợ, trong mắt không khỏi từ chủ lưu lộ ra một vệt kính nể. Thái sơ thánh tử quả nhiên nên vì thuần dương thánh tử ra mặt, cái này kim sĩ tiểu bằng vương muốn vì mình cùng vọng trả giá thật lớn. coi trẻ những người còn lại liền tính cũng dám ở thái sơ thánh tử trước mặt làm như vậy, thật là lấy trứng chọi đá a. À. a. À. kim sĩ tiểu bằng vương thật muốn mở miệng nói chuyện, thiên dương chân nhân lập tức cấp cáp, giống như thượng vị giả quát lớn hạ vị giả một dạng, gầm lên nói rằng, Câm miệng tùy theo sắc mặt xấu xí, thoáng cung kính nhìn về phía Giang Trần Phương hướng nói ra, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhiều năm yên lặng, não hải còn chưa chân chính khôi phục, ngôn ngữ có nhiều đắc tội, còn hy vọng Thái Sơ Thánh Tử không cần để ở trong lòng. Xem ở nó đầu óc chưa từng khôi phục phân thượng, còn hy vọng Thái Sơ Thánh Tử đại nhân có đại lượng không cần để ý. Những lời này có chút biển chuyển, lại trắng ra nói Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không có đầu óc. Đầu óc đường ngắn. Đặc biệt là thiên dương chân nhân quát lớn, giống như là thượng vị giả quát lón hạ vị giả, làm cho đám người cảm thấy cổ quái. Quan hệ của hai người dường như không có đơn giản như vậy. Kim sĩ tiểu bằng vương dường như không phải muốn mượn này mượn đau giết người, mà là thật muốn ngăn thuần dương thánh tử, cho nên mới sốt ruột lên tiếng. Quan hệ của hai người khi nào mật thiết như vậy? Hai người này quan hệ dường như không đơn giản a. À. Ngươi xem kim sĩ tiểu bằng vương rắm cũng không dám thả, dường như sợ hãi với đối phương. Cái này có chút ngoại hạng. Kim sĩ đại bằng điều nhất tộc đã cùng âm dương hải liên thủ. Liên thủ ta thấy thế nào là thần phục với đối phương a? À? điều này thật có chút cổ quái, đổi thành bình thường, kim sĩ tiểu bằng vương không sợ trời không sợ đất, đổi thiên đổi, thậm chí còn thái sơ thánh tử ở trước người cũng dám khiêu khích. bây giờ đối mặt lấy thiên dương chân nhân lời nói, dĩ nhiên không nói. đám người đều kinh ngạc, có thể hoàn toàn trấn trụ kim sĩ tiểu bằng vương, cái này thiên dương chân nhân cùng đối phương đến tột cùng là quan hệ như thế nào? thật chẳng lẽ là thần phục với đối phương? bị giới hạn cấm khu, cho nên mới phải im lặng không lên tiếng. Kim sĩ tiểu bằng vương nghe được nghị luận của chung quanh, lửa giận trong lòng trung đốt, cực kỳ biệt khuất. Giống như muốn phun ra hỏa sơn một dạng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cuồn cuộn uy áp cuốn tới, bao phủ bốn phía. Đại địa lay động, hư không chấn động. Thật lớn thanh thế cuốn tới, ảnh hưởng đến bốn phía. Điều này làm cho nhiều người hơn nhịn không được lộ ra vẻ kinh dị. So với kim sĩ tiểu bằng vương biệt khuất, thiên dương chân nhân mới là muốn chửi má nó. Vốn là thua cũng đã có chút mất mặt. Trong lòng liền có chút bực bội. Chương 312, đại đế vì thế. Bây giờ còn nguyên nhân quan trọng vì kim sĩ Tiểu Bằng Vương sai lầm muốn đưa tới tự thân vẫn lạc. Chỗ của hắn có thể ngồi yên a. À. Không có kim sĩ Tiểu Bằng Vương, nhiều nhất là mất mặt sự tình. Có người này tham dự, chính mình đều phải chết. Chỗ của hắn quản khác, vội vã quát lớn kim sĩ Tiểu Bằng Vương. Hắn cũng không sợ kim sĩ Tiểu Bằng Vương có ý kiến gì. Cùng lắm thì sau này ghi hận bên trên hắn. Thì tính sao? Hắn chỉ nghĩ bảo mệnh hắn không muốn chết a à. có chút ý tứ thái cổ hoàng tộc vì cấm khu xuất đầu ta có được hay không lý giải thái cổ hoàng tộc cùng cấm khu liên thủ còn là nói chỉ là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thanh âm sâu kín truyền ra nhìn như bình tĩnh lại ẩn chứa mênh mông uy áp cùng sát khí sát ý sôi trào long xà khởi lục ở nơi này một cổ cùng cuộn sát ý phía dưới đám người thân hình sợ run thần hồn dường như muốn nứt mở gian trần động rồi sát ý thái cổ hoàng tộc trở nên biến sắc đây chỉ là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc Việt, nhất tộc làm ra cùng chúng ta thái cổ hoàng tộc không quan hệ. Kim sĩ đại bằng điểu phản bội chúng ta thái cổ hoàng tộc. Cảm nhận được gian trần sát ý. Thái cổ hoàng tộc cường giả là thay đổi sắc, vội vã đứng ra làm sáng tỏ. Thật vất vả nên đón 10 năm tỉnh mịch. Bọn họ cũng không muốn ở rơi vào vô biên chiến hỏa ở giữa. Đặc biệt hay là đối với với thái sơ thánh địa loại này quái vật lón. Đây chính là lực uy hiếp A. Mắt nhìn quanh mình biến hóa, thuần dương thánh tử nhịn không được nói rằng một người ngôn ngữ kinh sợ toàn trường có thể để cho cao ngạo thái cổ hoàng tộc vội vã hạ tràng làm sáng tỏ rất sợ đối phương đem chính mình dây dưa trong đó loại này sức uy hiếp mạnh mẽ đó là quá khứ thế lực khắp nơi đều không thể làm được chỉ có ngày xưa đại đế mới có thể có lực uy hiếp như thế mà cái này chủng lực uy hiếp bắt nguồn ở tự thân thực lực cường đại thực lực đủ để cho thái cổ hoàng tộc đều muốn cúi đầu thấp kém cao ngạo đầu các ngươi nói việc này không có quan hệ gì với ngươi có chứng cứ gì sao nghe đồng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cho tới nay lấy các ngươi dẫn đầu, chẳng lẽ bọn họ còn dám phản bội các ngươi hay sao? Giang Trần Thanh âm lại một lần nữa truyền đến, không muốn để cho còn lại thái cổ hoàng tộc thoát ly quan hệ. Lời này vừa nói ra, rất nhiều thái cổ hoàng tộc nhất thời sắc mặt đại biến. Giang Trần đây là không định bỏ qua cho bọn họ a, à, nhất định phải xuất ra chứng cứ tới. Nếu như không cầm ra chứng cứ, như vậy phía sau biến hóa khó có thể tưởng tượng. Đáng chết kim sĩ tiểu bằng vương còn lại thái cổ hoàng tộc trực tiếp nổi giận. Bọn họ vốn là cũng không biết kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cùng âm dương hải quan hệ. Bây giờ lại bị liên lụy với nhau, bị thái sơ thánh tử để mắt tới. Vô duyên vô có trên lưng hắc qua, điều này làm cho thái cổ hoàng tộc vừa giận vừa tức. Còn như kim sĩ tiểu bằng vương cùng thiên dương chân nhân tuyển trạch câm miệng. Loại thời điểm này có thể đem những thứ này dính vào, cái kia tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Tốt nhất đem thái cổ hoàng tộc toàn bộ dụ dỗ. Nói như vậy, sau này đối với Thái Sơ Thánh Địa động thủ. Bọn họ cũng thêm mấy phần thực lực, cũng thêm mấy phần năng lực. Bọn họ ước gì cái này dạng. Ông. Bỗng nhiên, thiên địa rung chuyển. Pháp tắc sôi trào, hư không chấn động. Từng đường kinh khủng thần niệm từ đằng xa truyền đến, ngưng tụ thành từng đường kinh khủng thân ảnh đứng lặng trong thiên địa. Thái Sơ Thánh Tử, việc này cùng chúng ta bất tử thần hoàng tộc không quan hệ. Âm Dương Hải Việt, chúng ta cũng không biết. Các ngươi muốn làm gì đều có thể, chỉ cần không đem chúng ta thái cổ hoàng tộc dính vào liền có thể hoàng thanh thiên thanh âm chậm rãi truyền đến thanh âm trước sau như một bình tĩnh không hề bận tâm không có bất kỳ cảm tình gì ba động bất quá ở sau khi nói xong hắn nhìn thật sâu liếc mắt kim sĩ tiểu bằng vương thần niệm ngưng tụ ra thanh âm hiện lên một vệt bất thiện cùng sắc mặt giận dữ việc này cùng chúng ta bạch hổ nhất tộc không quan hệ việc này cùng chúng ta chu tước nhất tộc không quan hệ còn lại thái cổ hoàng tộc các cường giả dùng dập xuất hiện, cho thấy thái độ của mình. Nhìn lấy chung quanh biến hóa. Phía dưới đám người miệng đại đại mở ra, thần sắc hải nhiên. Hôm nay tràn cảnh, đặt ở dài dằn dặt lịch sử ở giữa cũng là cực kỳ tạc liệt tồn tại. Thạch phá thiên kinh. Chỉ là thái sơ thánh tử ba câu vài lời, dĩ nhiên gây nên khắp nơi thái cổ hoàng tộc cường giả xuất hiện tỏ thái độ. Sợ bị dính vào. Đại đế phong phạm A. Dù chưa xưng đế, lại đã có đại đế phong phạm, đã đủ vi hiếp thiên địa một số người mắt nhìn hết thảy trước mặt không khỏi nói rằng. Hôm nay Thái Sơ Thánh Tử mặc dù chỉ là đại thánh, lại dựa vào đại thành hỗn nguyên đạo thể, thêm lên ngày xưa chiến tích. Đã chấn nhiếp toàn bộ cửu thiên giới thế lực khắp nơi. Khí thôn tỉnh sông, uy áp chúng sinh. Nhật cử nhất động, ba câu vài lời. Đã đủ gây nên cửu thiên giới cự đại sóng lón. Ẩm ẩm. Cùng cuộn thần niệm xuất phát mà ra, hóa thành một đầu kim sĩ đại bằng điểu. Đó là kim nguyên khí tức. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tộc trưởng thái sơ thánh tử bọn ta cùng cấm khu không liên hệ chút nào chỉ là kim sĩ tiểu bằng vương cùng thiên dương chân nhân quan hệ mật thiết không đành lòng thiên dương chân nhân vẫn lạc nơi đây cho nên mới cố ý mở miệng uy hiếp kim nguyên thanh âm trầm ổn vừa nói một bên nhìn về phía kim sĩ tiểu bằng vương ánh mắt lộ ra vẻ tàn khốc hư việc nhiều hơn là thành công gia hỏa không dựa vào một thân thiên phú lại không có đầu óc kim nguyên hận không thể đem kim sĩ tiểu bằng vương làm thịt rồi bọn họ cùng âm dương hải quan hệ bản thân liền cực kỳ bí ẩn không muốn bị người biết. Bây giờ trải qua kim sĩ tiểu bằng vương một lớp thao tác. Không ngừng trêu chọc thái sơ thánh tử, quan hệ còn muốn bại lộ. Quan hệ này một ngày bại lộ, bọn họ liền không cách nào đợi ở thái cổ hoàng tộc liên minh. Không cách nào hưởng thụ bọn họ che chở, ngược lại còn muốn gặp thái cổ hoàng tộc nhằm vào cùng nghi kỵ. Bây giờ âm dương chí tôn thủ đoạn cũng không sáng tỏ. Hơn nữa chưa chắc thực sự nguyện ý vì bọn họ, do đó đắc tội thái sơ thánh địa cùng thái cổ hoàng tộc. Một ngày âm dương chí tôn không nguyện làm như vậy kim sĩ đại bằng điều nhất tộc liền thành cô gia quả nhân rồi. Đem là đem trọn cái tộc quần đẩy về phía hổ lửa A. Nghĩ đến những thứ này, kim nguyên sắc mặt càng phát ra khó coi. Thật muốn hiện tại một cái tác đập chết kim sĩ tiểu bằng vương. Các ngươi sốt ruột cái gì? Ta chỉ là xác nhận các ngươi một chút quan hệ. Coi như các ngươi cùng cấm khu có liên quan, thì tính sao đâu. Ta cùng bọn hắn không oán không cừu, ta cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Giang Trần vừa cười vừa nói. Thế lực khắp nơi đến, có chút ngoài dự liệu của hắn. Hắn là không có nghĩ tới ba câu vài lời. Sợ đến khắp nơi thái cổ hoàng tộc dùng dập đi ra tỏ thái độ, làm cho hắn đều có chút kinh ngạc. Coi như thực sự liên thủ thì tính sao đâu? Chỉ cần đối phương không ra tay, hắn bên này cũng sẽ không xuất thủ. Bây giờ loại tình thế này, không người nào nguyện ý dẫn đầu xuất thủ, đánh vỡ cân bằng. Bọn ta không có ý tứ gì khác, chỉ là không muốn khiến người ta hiểu lầm. Có thì có, không có sẽ không có chiếm bất quá cũng đúng thua thiệt thái sơ thánh tử các ngươi, ta tộc, tài năng, mới có thể biết được nguyên lai kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đã phản bội thái cổ hoàng tộc. Hoàng Thanh Thiên nhìn về phía Kim Nguyên, nhàn nhạt nói ra, Kim tộc trưởng, việc này chúng ta thái cổ hoàng tộc liên minh đã biết được, đến tiếp sau thương lượng thảo hội nghị, sẽ làm ra kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc phản bội thái cổ hoàng tộc nghiêm phạt. Lưu lại những lời này, Hoàng Thanh Thiên trực tiếp ly khai. Còn lại thái cổ hoàng tộc ngôn ngữ không sai biệt lắm, đều là ở gõ Kim Nguyên. Nghe được thái cổ hoàng tộc lưu lại ngữ, Kim Nguyên trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Hối hận đang vào. Sớm biết như vậy, làm sao cũng muốn đem điều này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương Niêm Phong ở thần nguyên, để cho hắn không thể xuất hiện. Chương 313, ba vị cổ đại chí tôn liên thủ. Ai? Kim Nguyên hít một khẩu khí, thần sắc bất đắc dĩ, ngày xưa kiệt ngạo dường như quét một cái sạch, chậm rãi nói ra, Thái Sơ Thánh Tử, Tiểu Bằng Vương ngôn ngữ có nhiều đắc tội, bất quá tội không đáng chết, còn hy vọng thánh tử có thể khoan dung. Mặc dù rất muốn làm thịt Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Thế nhưng Tiểu Bằng Vương dù sao cũng là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc hy vọng. Thiên phú dị bẩm, kim sĩ đại bằng điểu trong tộc vẫn là hy vọng tiểu bằng vương đã có thành tựu. Không muốn chứng đạo xưng đế gì gì đó. Ít nhất, có thể để cho bước vào chuẩn đế tám chín nặng, làm hậu tiếp theo kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thành tựu nội tình. Không đến mức làm cho kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nội tình thê thảm như thế. Chỉ là một vị chuẩn đế thất trọng tọa trấn, bị người chế nhạo. Đối với lần này, Kim Nguyên không muốn buông tha tiểu bằng vương kiên trì, dù cho bị mất mặt mũi, cũng muốn làm cho gian trần cho một phía dưới tử, cho tiểu bằng vương một con đường sống. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc kinh hãi, cổ quái nhìn lấy Kim Nguyên. Cái này hay là bọn hắn nhận thức Kim Nguyên sao? Kiêu căng khó thuần, hoành hành ngang ngược kim sĩ sí đại bằng điểu tộc trưởng. Nhìn lấy đây hết thảy, đám người đều có chút cảm thán. Giống như tình hình như vậy, nếu như đặt ở quá khứ tuyệt đối khó có thể thấy. Bây giờ lại thực thực nhất thiết xảy ra đối mặt với thái sơ thánh tử uy thế kim nguyên cúi đầu buông dĩ vãng ngạo mạn chậm rãi cúi thấp đầu chỉ hy vọng giang trần đánh một tay mắt nhìn đây hết thảy kim trường hà trong lòng thật không dễ chịu ngôn ngữ khó có thể hình dung mà kim sĩ tiểu bằng vương cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ gì ngược lại là thiên dương chân nhân cảm thán nếu như kim sĩ tiểu bằng vương có kim nguyên vài phẫn dáng vẻ bọn họ cũng không trở thành luân lạc tới loại trình độ này gần như cùng lúc đó Ánh mắt của mọi người nhìn về phía lầu các phương hướng. Đều đang đợi Giang Trần quyết định. Lượng quanh hắn vừa chết cũng không phải không thể. Làm cho hắn quỳ gối cổ thành trước cửa trăm năm, lúc này đã làm qua đi. Giang Trần thanh âm chậm rãi truyền đến. Kim Nguyên lần này ngôn ngữ quả thật làm cho người xúc động. Chỉ là với hắn có quan hệ gì? Hai người vốn chính là quan hệ thù địch, ngươi chết ta vong đối lập mặt. Hắn làm sao lại đơn giản vòng qua đối phương? Lam Tinh có như vậy câu. Khoan thứ đó là thượng đế sự tình, chức trách của hắn chính là làm cho những địch nhân này đi gặp Thượng Đế. Đương nhiên Giang Trần cũng không có trực tiếp xuất thủ. Trực tiếp xuất thủ trảm sát quá mức không có gì vui. Cũng để cho bọn họ quá mức ung dung. So với trực tiếp trảm sát kim sĩ tiểu bằng vương. Giang Trần càng có khuynh hướng dằn vặt kim sĩ tiểu bằng vương. Tuy là quỳ gối cổ thành trăm năm. Cái này dường như xem ra không có cái gì. Một năm thời gian đối với tu sĩ mà nói, cũng không coi vào đâu. Thế nhưng địa phương sở tại bất đồng. Cổ thành nơi cửa, người đến người đi. Mỗi ngày có vô số người từ kim sĩ tiểu bằng vương bên người đi qua, đây đối với kim sĩ tiểu bằng vương loại này kiêu ngạo người, đây là sĩ nhục lớn lao, cũng là lớn nhất nghiêm phạt cùng dẫn vặt. Trực tiếp sẽ trở thành kim sĩ tiểu bằng vương tâm ma. Nhất quyết 550 không phấn chấn. Chúng sinh không thể cuộc khởi. Đương nhiên, kim sĩ tiểu bằng vương có thể từ đây chịu nổi, lên một tầng nữa. Chỉ bất quá đây đối với tiểu bằng vương mà nói, hy vọng mờ mịt. Nếu là thật chịu nổi, Giang Trần không ngại tại động thủ khi biết âm dương hải cùng kim sĩ đại bằng điều nhất tộc câu kết với liền quyết định hai người không chết không thôi mặc dù hôm nay không động thủ sau này cũng sẽ sớm muộn động thủ hơn nửa loại này nghiêm phạt đối với kim sĩ tiểu bằng vương loại này kiêu ngạo người mà nói so với giết hắn đi còn khó chịu hơn không có khả năng kim sĩ tiểu bằng vương bỗng nhiên ngẩng đầu gầm lên một tiếng hắn tình nguyện chết cũng không cần gặp như vậy sỉ nhục trăm năm quỳ xuống đất trước cửa thời gian trăm năm vô số người vội vã mà qua trăm năm nhục nhã, trăm năm sỉ nhục. Điều này làm cho kim sĩ tiểu bằng vương dẫu có chết cũng không muốn làm như vậy. Thánh tử cái này có hơi quá. Ngươi nếu là thật muốn giết hắn nói thẳng. Không gì sánh được làm nhục ta như vậy chờ, các loại. Kim nguyên ngữ khí băng lãnh. Ở nơi này là tuyển trạch A, rõ ràng là một con đường chết. Buộc bọn họ tuyển trạch tử lộ. Ta đúng là đang nhục nhã các ngươi. Giang Trần cũng không che giấu, chậm rãi nói ra, nếu muốn mạng sống. Nhất định phải thừa nhận thất bại, nếu như những thứ này thất bại đều không thể chịu đựng, làm sao có thể ở nơi này thế đạo sống sót. Ta à, đối với các ngươi coi như tốt. Không ít người muốn sống, cái gì đều được làm, dù cho làm trâu làm ngựa, làm nô vì đánh đều nguyện ý. huống hồ chỉ là quỳ xuống đất trăm năm. Ngược lại song phương đã mặt đối lập. Giang Trần cũng lười tiếp tục che giấu. Dục nhã các ngươi làm sao vậy? Làm sao các ngươi liên thủ với âm dương hải thời điểm, có thể hay không nghĩ tới những thứ này? Âm ầm. Kim sĩ tiểu bằng vương bay lên trời, đứng lặng thiên khung, cả người toát ra kim quang sáng chói. Kim quang lóng lánh, như thần như ma. Cùng cuộn khí tức tịch quyển mà ra, bao trùm thiên địa. Giống như một tòa vô thượng thần chỉ một dạng, khí thôn tinh sông, siêu trần thoát tục, bao quát trong thiên địa. Ta dẫu có chết bất khuất. Kim sĩ tiểu bằng vương gầm lên một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo kim quang. Nghĩ hướng về phương xa mà đi. Dường như nhờ vào đó ly khai. Hắn cũng không phải ngốc, nếu như vọt thẳng hướng gian trần, mặc dù sẽ lưu lại một chút giai thoại, thế nhưng chắc chắn phải chết. Thế nhưng đường chạy nói, cái kia còn có một khả năng nhỏ nhoi. Gần như cùng lúc đó, kim nguyên thần niệm bao trùm mà ra, cùng cuộn lực lượng trở thành kim sĩ tiểu bằng vương trợ lực. Muốn bên ngoài mang theo kim sĩ tiểu bằng vương lập tức. Cần gì chứ? Giang trần thanh âm hơi vang lên. Không có cuồng cuộn ba động, đám người chỉ thấy ầm vang một tiếng. Tại phía xa chân trời kim sĩ tiểu bằng vương thân hình ầm ầm sắc vỡ, huyết sái trời cao, thần hùng câu diệt. Dù cho có kim nguyên che chở, cũng vô pháp ngăn cản Giang Trần công phạt. Cùng với nói là ngăn cản, còn không bằng nói cho dù là Kim Nguyên đều không biết Giang Trần khi nào xuất thủ. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giống như là bị thiên đạo lao đi một dạng, trong nháy mắt chết thảm tại chỗ. Thực lực khủng bố làm cho đám người trở nên kinh sợ. Loại năng lực này viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Mạnh như Kim Nguyên cũng vô pháp ngăn cản. Cái này Thái Sơ Thánh Tử thực lực càng mở càng khủng bố hơn. Có lẽ thực sự dường như đồn đại nói, Thái Sơ Thánh Tử đã có chuẩn đế lực lượng tiểu bằng vương mình chết ta có thể hay không mang theo kim trường hà ly khai kim nguyên ngữ khí băng lãnh tức giấu kinh người sắc mặt giận dữ bất quá vì không phải dây dưa kim trường hà hắn ngược lại là không có nói lỡ không muốn nhờ vào đó trở thành giang trần xuất thủ nguyên nhân có thể giang trần chậm rãi nói rằng kim trường hà không cần phải xuất thủ ngược lại khó thành châu báu giữ lại liền giữ lại không có gì cái gọi là huống hồ phía sau biến động kim trường hà chưa chắc có thể còn sống bây giờ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc xem như là cô gia quả nhân rồi. Không có thái cổ hoàng tộc che chở, thần phục với âm dương hải. Nếu như âm dương chí tôn thực sự dự định xuất thủ, Giang Trần cũng sẽ nhờ vào đó đem mạt sát. Đối với địch nhân, Giang Trần chưa bao giờ nhân từ nương tay. Kim Nguyên cuồn cuộn nổi lên Kim Trường Hà trực tiếp đi xa, đến từ vội vã, đi chi vội vã. Kim Nguyên ly khai, cổ thành khôi phục yên tĩnh ngắn ngủi. Kim sĩ tiểu bằng vương liền chết như vậy. chênh lệch quá xa, cái này thái sơ thánh tử thực lực thật là thâm bất khả trắc a kim nguyên ở chỗ này che chỏ đều không thể ngăn cản giang trần thủ đoạn đây cũng tính là kim sĩ tiểu bằng vương họa là từ ở miệng mà ra a nếu là không có ngay trước thái sơ thánh tử nói ra những lời này cũng không trở thành làm cho thái sơ thánh tử thống hạ sát thủ xác thực quá mức cuồng vòng thái sơ thánh tử là ai cũng dám khiêu khích thái sơ thánh tử uy nghiêm chỉ bất quá thái sơ thánh tử bây giờ thống hạ sát thủ ngược lại là ngoài dự liệu bình thường mà nói kim sĩ tiểu bằng vương cũng không có làm ra cái gì chuyện gì quá phận, tuy là miệng thúi một ít, đặt ở quá khứ thái sơ thánh tử không gặp qua với lưu ý. Cảm giác cùng âm dương hải có quan hệ. Chẳng lẽ thái sơ thánh tử để mắt tới rồi âm dương hải? Cái này không dễ nói, có cái khả năng này. Thái sơ thánh tử muốn bình loạn âm dương hải sao? Kim sĩ tiểu bằng vương chết thảm, làm cho đám người cảm thấy hải nhiên. Chết quá nhanh, không có cùng cuộn ba động xuất hiện. Chương 314, ba vị cổ đại chí tôn liên thủ cực kỳ bình tĩnh chết đi giống như bị người thuận tay bóp chết giống như con kiến toàn bộ thoạt nhìn lên như vậy bình thường không có gì lạ không có bất kỳ ngoài ý muốn kim sĩ tiểu bằng vương chết thảm hãy để cho đám người cảm thấy ngoài ý muốn tuy là kim sĩ tiểu bằng vương xác thực cuồng vọng một ít dựa theo ngày xưa giang trần tác phong không đến mức đem đưa vào chỗ chết thế nhưng hôm nay cũng là đem đối phương trảm sát điều này làm cho đám người không thể không nghĩ sâu xa đứng lên chẳng lẽ là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc làm thâm cừu đại hận gì sự tình đưa tới Giang Trần thống hạ sát thủ. Còn là nói bởi vì âm dương hải. Chỉ bất quá vì sao bởi vì âm dương hải liền muốn thống hạ sát thủ đâu. Bọn họ chưa từng nghe nói qua Thái Sơ Thánh Địa cùng âm dương hải có mâu thuẫn gì. Không có quá nhiều manh mối, làm cho đám người không thể nào hiểu được. Kỳ thực sở dĩ trảm sát kim sĩ tiểu bằng vương, đơn thuần bởi vì âm dương hải nguyên nhân. Âm dương chí tôn nhất định đối với đại tần hoàng thất xuất thủ, một ngày động thủ, thái sơ thánh địa khẳng định không thể ngồi nhìn mặt kệ cái này liền đại biểu cho song phương là địch. Mà kim sĩ tiểu bằng vương thần phục với âm dương hải, thuộc về đối địch một phương. Đại biểu cho song phương bản thân liền là địch nhân. Căn cứ gian trần suy đoán, âm dương trí tôn hơn phân nửa nếu như mời một ít cổ đại trí tôn động thủ. Một ngày âm dương trí tôn động thủ, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cũng tất nhiên xuất thủ. Cái này liền đại biểu cho song phương là tuyệt đối mặt đối lập. Nếu là cựu nhân, Giang Trần đương nhiên sẽ không tùy ý buông tha đối phương. Sớm giết cùng muộn giết đều giết giống nhau thà rằng như vậy, còn không bằng hiện tại dép. Hơn nữa Giang Trần cũng cho quá cơ hội, chỉ là đối phương không phải quý trọng mà thôi. Ta có thể đi được chưa? Nhìn lấy bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, Thiên Dương Chân Nhân nhìn trước mặt Thuần Dương Thánh Tử chậm rãi nói rằng. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể đi được chưa? Không có hắn chuyện gì chứ? Không biết. Ngươi hỏi Thái Sơ Thánh Tử A. Thuần Dương Thánh Tử nhún nhún vai, chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ, không phải bọn họ có thể quyết định. Có thể hay không không hỏi hắn thiên dương chân nhân trực tiếp tê dại rồi. Có chút thật không dám hỏi thái sơ thánh tử. Chủ yếu đi qua thái sơ thánh tử tác phong làm việc, dường như không quá đại kiến âm dương hải A, hơn nữa nhìn đến gian trần thủ đoạn, thiên dương chân nhân có chút nhớ khóc. Nếu như thái sơ thánh tử trực tiếp thống hạ sát thủ làm sao bây giờ? Hắn trốn không thể trốn A. Tần nhị thế ngươi tới quyết định. Giang trần thanh âm vang lên. Thiên dương chân nhân không quá trọng yếu, tuy là thiên tư không sai, thế nhưng giống nhau khó thành châu báu ngược lại giang trần không để vào mắt sống hay chết không quá để ở trong lòng coi như hắn bây giờ thả thiên dương chân nhân có lẽ hơn phân nửa bị âm dương chí tôn sở nuốt cấm khu truyền nhân đối với cái này chút chí tôn mà nói coi như di động huyết trì dùng để chữa thương trừ cái đó ra không có khác chỗ dùng hôm nay đối phương bất tử sau này tất nhiên chết thảm chí tôn trong tay sở dĩ giang trần không thèm để ý đối phương chết sống tạm thời thả hắn sau này ta ở báo thù tần nhị thế suy tư một chút vẫn kiên trì chính mình lựa chọn chủ yếu hắn bại vào thiên dương chân nhân còn muốn báo thù không muốn để cho thiên dương chân nhân chết đi như thế ngươi nếu như nghĩ báo thù không bằng hiện tại đánh một trận ngươi hôm nay thả hắn sau này chưa chắc có thể tìm tới hắn báo thù giang trần suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở một cái nguyên bản ở giữa âm dương chí tôn chính là đối với đại tần hoàng thất động thủ sau đó trực tiếp nuốt thiên dương chân nhân tuy là kịch tình có chút biến động thế nhưng loại này tiểu kịch tình cũng sẽ không cải biến vì sao? Tần nhị thế nhìn về phía bên cạnh Giang Trần hỏi. Hắn có chút khó hiểu. Vì sao hôm nay không giết, đối phương sẽ chết? Bình thường mà nói, lấy thân phận của đối phương, hơn phân nửa không người dám trêu chọc. Chỉ cần Giang Trần không ra tay. Loại này cấm khu truyền nhân, đều là trí tôn huyết thực. Giang Trần giải thích nói rằng. Nghe vậy. Tần nhị thế trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, vậy hãy để cho ta hiện tại đánh bại hắn. Sau đó. Tần nhị thế đi ra lầu cát, làm cho thiên dương chân nhân khôi phục, chuẩn bị tỉ võ. Thiên dương chân nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cũng vô pháp cự tuyệt. Song phương chiến đấu, cuối cùng lấy thê hòa kết thúc công việc. Không có thua cũng không thắng. Bạo loạn tỉnh hải. Hỗn loạn tỉnh thần khoái động cùng một chỗ, còn giống như đại dương, mênh mông vô cùng. Cổ sư tâm chỉ, vô cùng sát khí lan tràn toàn bộ tinh không, khoái động phong vân, để cho hắn vô số người kiên ki Cử thiên giới cấm khu một trong, bạo loạn tỉnh hải. Hành tựu cửu thiên giới cấm khu, thường nhân căn bản không dám bước vào. Đặc biệt là cái niên đại này, cấm khu xuất thê, đưa tới căn bản không người đặt chân. Rất sợ treo chọc đến bên trong thái cổ chí tôn. Lúc này, bạo loạn tinh hải dao động, hư không chấn động. Toàn bộ đại dương mênh mông tinh thần trực tiếp sôi trào lên, một đạo cự đại đôi mắt hiện lên ở thiên khung chi thượng. Giống như thương thiên chi nhãn, băng lãnh vô tình. Ngươi muốn làm cái gì âm dương? Băng lãnh thanh âm chậm rãi hạ xuống, chấn động bát phương theo thanh âm hạ xuống. Hư không trung chuyển, một đạo thân ảnh to lớn từ đó đi ra, thần quan bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn được một đôi nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt đôi mắt, uy áp chúng sinh. Âm dương chí tôn. Tinh hà, người ta đều biết, tiên lộ gần mở ra. Chúng ta vạn cổ tâm nguyện sẽ đạt thành. Âm dương chí tôn chậm rãi nói ra, thế nhưng ngươi nên cũng minh bạch, trên đời này có quá nhiều người đang đeo đuổi tiên lộ, đặc biệt là thiên khí đất thiên khí chi chủ. Nếu như bằng vào chúng ta bây giờ lực lượng, chưa chắc có thể từ trổ hết tài năng. Tỉnh Hà Chí Tôn chậm rãi nói ra, sau đó thì sao? Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta đạo thương không cách nào tan rã, trừ phi có thể thôn vệ thiên địa vạn linh, tài năng, mới có thể miễn cưỡng khôi phục một ít. Bây giờ thế lực khắp nơi kiên kỳ với ta trò, các loại, nếu như chúng ta động thủ thật, chưa chắc có thể đỡ nổi khắp nơi bất hủ thế lực. Hắn có thể cho rằng âm dương chí tôn muốn phát động hắc ám náo động. Ngồi lấy tiên lộ gần mở ra thời điểm, thôn vệ thiên địa vạn linh, bù đắp tự thân thương thế. Chỉ là bây giờ bất hủ thế lực liên thủ cùng một chỗ. Chỉ là bọn hắn hai người, không cách nào đối kháng toàn bộ cửu thiên giới. Tự nhiên không phải phát động hắc ám náo động. Thái sơ thánh địa có nhất tôn đại thành hỗn N nguyên đạo thể, hơn nữa cũng không phải không sức mẻ. Chỉ là một cái nho nhỏ đại thánh mượn ngang hàng thể chất ưu thế, vào ở trong đó, phát huy ra đại thành thể chất tám thành công lực. Chỉ cần người ta liên thủ, đã đủ đem đối phương trảm sát. Đại thành thể chất hùng hậu tinh hoa sinh mệnh, người ta đều có thể minh bạch, đã đủ bù đắp chúng ta tự thân khuyết tổn, mặc dù không cách nào trở lại đỉnh phong, lại có thể đạt được ngày xưa 8 phần 10. Chỉ cần chúng ta có thể cắn nuốt hết đại thành thể chất tinh hoa sinh mệnh, sau này tiên lộ mở ra, chúng ta cũng có thể nhiều mấy phần phần thắng. Âm Dương Chí Tôn chậm rãi nói rằng, vốn là hắn dự định nhất nhân trảm giết Giang Trần. Chỉ là biết được Giang Trần ngày xưa chiến tích, làm cho Âm Dương Chí Tôn không phải không phải lộ vẻ do dự. Ngày xưa Diệp gia đại đế tuyệt đối không kém, Giang Trần lại có thể bức đối phương triệt để cực điểm thăng hoa. Từ một điểm này liền có thể nói rõ Giang Trần cường đại. Bằng vào một mình hắn, rất khó hàng phục đối phương. Thêm lên thái sơ thánh địa liên minh cực đạo thần binh rất nhiều. Chỉ là một mình hắn, tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. Sở dĩ. Âm dương chí tôn dự định liên thủ còn lại cổ đại chí tôn. Hắn tin tưởng những thứ này cổ đại chí tôn biết nguyện ý xuất thủ. Một cái đại thành thể chất tinh hoa sinh mệnh để mắc tới vô số sinh mạng tỉnh hoa đã đủ làm cho thương thế của bọn họ khôi phục bảy tám phần. Chỉ là chúng ta hai người, cũng chưa chắc có thể thành công. Thái sơ thánh địa dưới trướng cực đạo thần binh cũng không ít. Mặc dù chúng ta có thể đem đối phương kích sát, cũng khó mà bảo toàn tự thân. Tỉnh Hà Chí Tôn vẫn còn có chút kiên ki. Tuy là chưa từng xuất thế quá, thế nhưng đối với ngoại giới hiểu rõ vẫn phải có. Đương nhiên không chỉ người ta. Còn có một người cũng sẽ xuất thủ. Âm Dương Chí Tôn tự tin nói rằng. Ai? Tinh Hà Chí Tôn thoáng nghi hoặc chương 315, ngươi là hắn sư nương. Diệp gia đại đế. Tinh hà đại đế phản ứng đầu tiên nghĩ tới diệp gia đại đế. Mười năm trước diệp gia đại đế cùng thái sơ thánh địa liều mạng tranh đấu, bị thái sơ thánh tử kém chút đẩy vào cực điểm thăng hoa. Mất hết mặt mũi mặt, bị người nhạo bán. Nếu không phải đến tiếp sau cầu trợ ở thiên khí chi chủ ngăn cản, diệp gia đại đế đại khái tỷ lệ đã cùng đối phương đồng quy vu tận. Sở dĩ ở nghe được có người sẽ ra tay. Tinh hà chí tôn phản ứng đầu tiên là diệp gia đại đế cũng không phải là hắn, có khác một thân. Diệp gia đại đế mặc dù muốn ra tay, thiên khí chi chủ cũng sẽ không để cho hắn xuất thủ. Tiếng nhập thiên khí chi địa, quyền chủ động liền không ở tự thân trong tay. Âm dương chí tôn trong mắt lóe lên một vệt quang hoa, chậm rãi nói rằng: thiên khí chỉ địa là cửu thiên giới cấm khu, đối với bọn hắn loại này của đại chí tôn mà nói, đồng dạng là cấm khu. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không gia nhập vào thiên khí chỉ địa. Tài chân long đại đế tỉnh hà chí tôn ngữ khí hơi lấy vẻ không hiểu thái sơ thánh địa cừu nhân không tính là nhiều lắm đếm tới đến lui cũng liền hai người diệp gia đại đế cùng chân long đại đế còn lại cổ đại chí tôn ngược lại là không có trêu chọc đến một đầu lão kim ô âm dương chí tôn cũng không có vô cùng giấu giếm nói ra một vị khác tên cổ đại chí tôn đầu này lão kim ô khí huyết rách nát không chịu được lâu thọ nguyên sắp xỉ mặc dù đợi đến tiên lộ mở ra cũng không chịu nổi trừ phi phát động hắc ám náo động, hấp thu ức vạn sinh linh tinh hoa, để cho hắn khôi phục thương thế. Bây giờ cái này tình thế, đang thương thất mã khó có thể phát động hắc ám náo động. Thế lực khắp nơi nội tình đã đủ đem lão kim ô thọ nguyên tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ hắn đường ra duy nhất chỉ có thể trảm sát đại thành hỗn nguyên đạo thể, hấp thu đại thành thể chất tinh hoa sinh mệnh, để cho hắn khôi phục thương thế. Lại nói tiếp hay là hắn tìm tới ta. Âm dương chí tôn mâu quan thiểm thước, thấp nói rằng, ngược lại có chút kỳ quái, đầu này lão kim ô cho tới nay đều cùng chân long đại đế cùng một chỗ lần này dĩ nhiên không có cùng nhau cửu thiên giới cấm khu mỗi người không giống nhau có chút cấm khu chỉ có một vị cổ đại chí tôn tọa trấn âm dương hải bạo loạn tinh hải đều chỉ có một tòa cổ đại chí tôn trừ cái đó ra còn lại cấm khu trên cơ bản đều có mấy vị cổ đại chí tôn bây giờ chân long đại đế chỗ ở cấm khu còn có thiên khí chỉ địa thiên khí chỉ địa từ thiên khí chỉ chủ tọa trấn trong đó cổ đại chí tôn số lượng rất nhiều khó có thể tưởng tượng. Cũng là toàn bộ cửu thiên giới kinh khủng nhất cấm khu. Chân Long Đại Đế chỗ ở cấm khu có hai vị cổ đại chí tôn. Chân Long Đại Đế cùng Kim Ô Đại Đế. Đều là thái cổ hoàng tộc, ở tự chém nhất đao sau đó. Hai người tìm tàng với cấm khu bên trong, ít ỏi xuất thủ. Hơn nữa bởi vì thái cổ hoàng tộc duyên cớ, quan hệ của hai người coi như không tệ. Xem như là đồng minh. Hiện tại Kim Ô Đại Đế bỏ qua chân Long Đại Đế tìm được âm dương chí tôn liên thủ, đây là âm dương chí tôn không có nghĩ tới chân long đại đế không ra tay đây là vì tiên lộ ẩn dấu thực lực tỉnh hà chí tôn cũng có chút kỳ quái bình thường mà nói hai người cộng đồng liên thủ nếu như lão kim ô động thủ chân long đại đế không nên ngồi vách tường đứng ngoài quan sát mới đúng đương nhiên cũng có thể là tiên lộ gần mở ra không muốn gây nên một ít biến cố cho nên mới không có xuất thủ hơn phân nữa là ẩn dấu thực lực chân long đại đế không giống với chúng ta hắn bản thân liền là thuần huyết chân long khí huyết hồn hậu thêm lên nhiều năm phía trước đã từng cắn nuốt một cụ đại thành thể chất mặc dù không có khôi phục trạng thái tột cùng kỳ thực cũng không kém nhiều âm dương chí tôn chậm rãi nói rằng chân long đại đế theo chân bọn họ còn là không giống nhau ngày xưa chân long đại đế thôn vệ quá lớn thành thể chất thực lực bảo trì cực kỳ tốt không cần giống như bọn hắn bổ sung khí huyết ba vị của đại chí tôn liệp sát một cái không trọn vẹn đại thành hỗn nguyên đạo thể cửu thiên giới dài dằng dặc tuế nguyệt tới nay đây coi như là thủ một lần tỉnh hà chí tôn chậm rãi nói rằng thành tựu ngày xưa đại đế mặc dù tự chém nhất đao thực lực hay là cực kỳ khủng bố trên cơ bản đều là mình xuất thủ trảm sát đại thành thể chất trên cơ bản sẽ không liên thủ liệp sát một cái đại thành thể chất huống hồ vẫn là ba vị cổ đại chí tôn đây cơ hồ tương đương với ba vị đại đế liên thủ ở cửu thiên giới trong lịch sử vô luận đặt ở khi nào đều là thạch phá thiên kinh sự tình cực kỳ nổ tung cái này là vinh hạnh của hắn. Âm dương chí tôn chậm rãi nói rằng. Sau đó, hai người thân ảnh tán đi, quanh mình khôi phục tỉnh mịch. Phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Trích tiên sơn. Giang trần tiến nhập một chỗ tiểu thiên địa ở giữa. Thiên khung xanh thẳm, bạch vân phiêu phiêu. Chim hóc hoa nở, phong cảnh như tranh vẽ. Ở vô ngần thiên không chi thượng, có một đạo ánh sáng mông lung đoàn chậm rãi nhộn nhạo quang mang. Ánh sáng yếu ớt ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy năng, trung chuyển càng khôn, đại đạo thần phục. Ánh sáng mông lung mang bên trong ngưng tụ một đạo uyển chuyển dáng người, phong hoa tuyệt đại, có một không hai cổ kim. Thiên hồ nữ đế. Đây coi như là gian trần lớn nhất lá bài tẩy. Chỉ từ lần trước buông xuống cao hồng ngọc cho thiên hồ nữ đế sau đó, thiên hồ nữ đế tiến nhập ngũ say giai đoạn, triệt để tiến nhập hồng trần núi cạnh tranh giới thuế biến giai đoạn. Đợi đến xuất quan lúc, sẽ là thiên hồ nữ đế bước vào hồng trần tiên thời điểm. Cổ đại chí tôn những thứ kia lão quái vật có dị động giọng ôn hòa bỗng nhiên vang lên quan đoàn bình tĩnh như cũ không có bất kỳ ba động cái này một cổ thanh âm giống như là từ xa xôi xuyên qua không gian và thời gian mà đến vang vọng phía chân trời không cảm giác được đầu nguồn chỉ có giang trần biết cái thanh âm này đầu nguồn ở chỗ thiên hồ nữ đế đây là thiên hồ nữ đế thanh âm tuy là lâm vào ngủ say tiên nhập giai đoạn lột xác thế nhưng thiên hồ nữ đế vẫn như cũ có thể cảm giác được quanh mình biến hóa đồng thời còn có thể động dụng một bộ phận lực lượng ấm những thứ này của đại chí tôn không yên ổn tiên lộ mấy năm gần đây sắp sửa mở ra vì thành tiên mộng những thứ này lão quái vật đều phải liều mạng có thể phải phát động hắc ám náo động cũng có khả năng để mắt tới ta phát động hắc ám náo động trả giá cao quá lớn thế lực khắp nơi cũng không muốn khiến cái này của đại chí tôn tùy ý làm bậy để cho hắn tàn sát chỗ cương vực sinh linh bây giờ tiên lộ gần mở ra bọn họ cũng không muốn liều mạng không phân nữa là coi trọng ta đại thành hỗn nguyên đạo thế ngươi cũng biết đại thành thể chất khí huyết đối với những thứ này lão quái vật dường như bất tử thần dược tràn đầy sức dụ dỗ có lần trước chiến tích bọn họ một người đại khái tỷ lệ không dám động thủ hơn phân nữa là nhiều người động thủ hai cái thái cổ chí tôn ta không để ở trong lòng nhiều liền khó nói hơn nữa một ngày bọn họ cực điểm thăng hoa ta liền cần ngươi ra tay trợ giúp giang trần chậm rãi nói rằng hai vị cổ đại chí tôn hắn bên này hoàn toàn có thể tiếp thu thái sơ thánh địa liên minh cực đạo thần binh rất nhiều đã đủ vanh sát một cái cổ đại chí tôn mà hắn một thân một mình cũng có thể đối kháng một cái cổ đại chí tôn hai vị cổ đại chí tôn hắn xác thực còn không có để vào mắt ba vị lời nói nhưng vượt xa ra hắn dự trù tuy là trong thánh địa còn có một vị chuẩn đế cửu trọng lão quái vật tọa trấn cầm trong tay cực đạo thần binh miễn cưỡng có thể chống đỡ thế nhưng cũng khó mà áp chế đối phương hơn nữa một ngày cổ đại chí tôn cực điểm thăng hoa đây cũng không phải là bọn họ có thể chống đỡ cực điểm thăng hoa sau đó đây cũng không phải là cổ đại chí tôn mà là vô thượng đại đế dù cho chỉ là nghỉ chân trong thời gian ngắn cũng đã đủ đối với thái sơ thánh địa tạo thành hủy diệt đã kích sở dĩ giang trần cẩn thiên hồ nữ đế xuất thủ có thể thực hiện nếu như các ngươi thực sự không cách nào đối kháng ta sẽ xuất thủ mây tôn cổ đại chí tôn không coi vào đâu thiên hồ nữ đế thanh âm phiêu miều bình tĩnh ôn hòa phản phất không có đem cổ đại chí tôn để vào mắt trên thực tế hôm nay thiên hồ nữ đế sắc thực không cẩn đem cổ đại chí tôn để vào mắt. Ngươi xuất quan còn cần phải bao lâu thời gian? Giang Trần hỏi nói rằng, Thiên Hồ nữ đế xuất quan vô cùng trọng yếu. Một ngày Thiên Hồ nữ đế có thể xuất quan, hắn có thể xông pha. Cái gì cổ đại chí tôn đều là cặn bã. Chương 316, làm sao dám? Khó mà nói. Còn cần thời gian mấy năm. Thiên Hồ nữ đế chậm rãi nói ra, ngươi cũng không cần sốt ruột. Mặc dù không cách nào xuất quan, thế nhưng giúp ngươi quét ngang cản trở vẫn có thể làm được, chỉ là làm như vậy sẽ để cho phía sau thuế biến trì hoãn một ít thời gian thời gian mấy năm. Giang Trần trầm ngâm khoảng khắc. Nói như vậy nói, ngược lại là có thể theo kịp tiên lộ mở ra. Nếu như tiên lộ mở ra, thiên hồ nữ đế có thể xuất quan lời nói, ngược lại là có thể ngăn cản hắc ám náo động. Cũng không cần hắn xuất thủ. Ngươi trước bế quan. Toàn bộ lấy ngươi làm chuẩn. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, đang xuất thủ thiên hồ nữ đế xuất quan thời gian cực kỳ trọng yếu có thể nhanh lên một chút cũng nhanh chút không thể đơn giản quay rối đương nhiên nếu quả thật muốn xong con bê rồi cũng chỉ có thể làm cho thiên hồ nữ đế xuất thủ ân thiên hồ nữ đế đáp lại một tiếng giang trần cũng theo đó ly khai không gian ở ra ngoài sau khi giang trần trẫm ngâm khoảng khắc xoay người mặt khác một cái không gian không giống với thiên hồ nữ đế chỗ ở không gian nơi này không gian một mảnh hư vô giống như thiên địa sơ khai Hết thảy đều rơi vào cực kỳ hỗn loạn giai đoạn. Trong đó có một cái quái vật lớn. Hắc Bạch tương giao thân thể, giống như âm dương đại đạo chịu tải thể. Còn chưa kết thúc. Giang Trần người tê dại rồi. Lá bài tẩy của hắn xác thực không kém, chỉ là đều rơi vào bế quan giai đoạn. Thiên Hồ nữ đế còn dễ nói, ít nhất có thể xuất thủ. Mà Thông Thiên thú lại không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu không phải có thể cảm giác được quanh mình đại đạo ba động, Giang Trần đều cho rằng Thông Thiên thú muốn treo hắn ở bên trong đợi vài chục phút. Cảm giác được thôn thiên thú vẫn còn ngủ say giai đoạn, khí tức ổn định tăng lên. Hắn cũng không có tại đánh quấy rầy. Chỉ là hy vọng sau này sớm một chút xuất quan. Tuần tra xong sau. Giang Trần phản hồi trích tiên sơn. Vừa ra tới liền thấy kính mộ vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như một cái chính mùi táo đỏ một dạng. Hậu phương nhan như ngọc mặt tươi cười, ngoạn vị nói ra, mộ vũ chớ khẩn trương, nói mau. Chuyện gì? Giang Trần đầy đầu dấu chấm hỏi cái này nhan như ngọc lại đang làm cái gì gian trần ca ca ta muốn cùng ngươi cùng nhau tu luyện kính bộ vũ cúi đầu thanh âm càng nói càng thấp giống như mũi tiếng một dạng gần như không thể nghe nếu không phải gian trần cảnh giới đủ cao thính lực đã sớm đạt được trình độ cực kỳ khủng bố không phải vậy đều khó nghe được cái này thanh âm chúng ta không phải vẫn luôn đang tu luyện gian trần có chút bất đắc dĩ như là thường ngày một dạng sờ sờ kính bộ vũ đầu không phải cái loại này tu luyện thật giống như cùng như ngọc tỷ tỷ như vậy. Nói đến đây, kính bộ vũ dường như cố lấy dũng khí, nói ra, hơn nữa ta rõ ràng. So với thiên minh nguyệt sớm hơn tiến đến, ta đều không có có thể cùng. Giang trần ca ca tu luyện, thiên minh nguyệt nhưng có thể rất sóng phía trước liền cùng giang trần ca ca tu luyện. Ta cũng muốn cùng với các nàng giống nhau. Nói rằng phía sau, kính bộ vũ ngựa ngùng quét một cái sạch. Nhãn thần kiên định, giống như phong mang tất lộ thần kiếm một dạng bất quá khi ngẩng đầu nhìn Giang Trần cười hít mắt sắc mặt, đầu trong nháy mắt lại hạ xuống. Thấy thế, Giang Trần mới phản ứng được, nguyên lai là loại tu luyện này. Cộng đồng tu luyện, đối với song phương đều có chỗ tốt. Vô luận là nhan như ngọc, tử thanh yên vẫn là đến tiếp sau thiên minh nguyệt. Giang Trần đều thường xuyên cùng các nàng cộng đồng tu luyện. Ngoại trừ làm cho các nàng tu hành nhanh hơn ở ngoài, đối với Giang Trần cũng có chỗ tốt. Duy chỉ có kính mộ vũ ngày xưa quá nhỏ, sở dĩ Giang Trần cũng không có làm như vậy. Được chưa? Giang Trần thần sắc thoáng xấu hổ, mang theo kính mộ vũ phản hồi trong cung điện. Bất quá khi tiến vào thời điểm, nhịn không được trừng mắt một cái nhan như ngọc. Nhan như ngọc nhìn thấy chẳng những không sợ, ngược lại nhịn không được cử ngực bô, nói ra, thánh tử, có muốn hay không ta cùng thiên minh nguyệt hai cái hồ mị tử tiến nhập giáo dục kính mộ vũ. Nghe vậy, thiên minh nguyệt không biết khi nào xuất hiện, sắc mặt thoáng đỏ bừng. Trực tiếp bưng nhan như ngọc miệng. Như ngọc ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Lời như vậy cũng có thể nói hơn nữa kính mộ vũ lần đầu đâu, các nàng nếu như tiến vào. Kính mộ vũ tu luyện làm sao có thể buông tay chân ra. Đây coi là cái gì thêm phiền. Đây không phải là kinh nghiệm lời tuyên bố. Nhan như ngọc tránh thoát, nắm bắt thiên minh nguyệt cương mặt, cười. Nói ra, hơn nửa lần trước tu luyện thời gian, ngươi cũng không phải là nói như vậy. Sao giống nhau? Thiên minh nguyệt đảo cặp mắt trắng giả, tùy theo ly khai. Làm sao không giống với? Nhan như ngọc kiên nhẫn. Chính là không giống với, đừng nói nữa. Chờ, các loại, mộ vũ quen thuộc lại nói. Hơn nữa ngươi ở đây tiếp tục nữa, cẩn thận kiếm tuyết sư nương trừng phạt ngươi. Thiên Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng. Nghe vậy. Nhan Như Ngọc lập tức câm miệng. Ở Trích Tiên Sơn, các nàng mấy người ngược lại là sợ nhất một kiếm tuyết. Ngược lại không phải là một kiếm tuyết ức hiếp các nàng, mà là một kiếm tuyết quá lạnh. Thêm lên tu vi so với nàng cao nhiều lắm. Lâu ngày, chứng kiến một kiếm tuyết, các nàng đều có chút sợ hãi gần như cùng lúc đó. Ở Trích Tiên Sơn bên ngoài bên trong vườn. Thái Sơ Thánh chủ nhàn nhã nằm trên ghế, phơi thái dương, chậm rãi nói ra, những thứ này đồ đĩ không cố gắng tu luyện, mỗi ngày nghĩ một ít ý đồ sâu. Ai? Toàn bộ Trích Tiên Sơn đều thành Trần Nhi hậu cung, nếu là bị thánh địa tổ tiên biết được, đều không biết giải thích thế nào. Nói đến đây, Thái Sơ Thánh chủ nhìn thoáng qua bên cạnh một kiếm tuyết, lạnh trên một tiếng, đặc biệt là ngươi một kiếm tuyết. Thành tựu gian Trần sư nương, dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy có nhục sư môn. Ở tường hòa 10 năm trong lúc, không có chuyện lớn phát sinh. Giang Trần vui thanh nhàn, thường thường tìm như ngọc bọn họ cộng đồng tu luyện. Đặc biệt là nhan như ngọc cùng tử thanh yên. Hắn cùng với hai người tìm tu, đối với song phương đều có rắc tuyệt chỗ tốt. Vì vậy, mấy người tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay nhan như ngọc đã hoàn toàn cửu thiên giới đỉnh tiêm thiên kiêu. Thiên kiêu bản bên trên xếp hạng đệ tứ. Gần với hoàng thanh thiên. Hiện tại khả năng đệ tam ngược lại là thiên minh nguyệt là đến tiếp sau gia nhập vào, ngược lại không phải là gian trần cưỡng cầu. Dù cho thiên minh nguyệt nổi tiếng bên ngoài, cửu thiên giới trăm vạn năm đệ nhất mỹ nữ, gian trần cũng sẽ không vô cùng cưỡng cầu đối phương. Ngược lại là thiên minh nguyệt tự nguyện gia nhập vào. Đơn giản là ngày xưa gian trần đại phát thần uy, trọng thương diệp gia đại đế, đẩy lùi thái cổ hoàng tộc, làm cho thái cổ hoàng tộc không dám trương cùng. Vĩ ngạn dám người tiến nhập thiên minh nguyệt nội tâm, tự nguyện trở thành gian trần người theo đuổi. Thiên đêm cũng không có ngăn cản, ước gì nhờ vào đó quan hệ của song phương thân mật hơn một ít. Dù sao ngày xưa Giang Trần biểu diễn thực lực, đã đủ uy áp toàn bộ cửu thiên giới. Thiên phú càng là không người có thể chống đỡ. Bị chúng sinh cho rằng tất nhiên chứng đạo, chú nhất định phải trở thành vô thượng đại đế. Nếu như thiên minh nguyệt có thể cùng Giang Trần quan hệ tốt một điểm, cái này đối với bọn hắn thiên hồ nhất tộc cũng có càng lớn chỗ tốt. Trừ cái đó ra, lớn như vậy cửu thiên giới, không có so với Giang Trần thân phận cao hơn có thể trở thành là bên ngoài người theo đuổi không còn gì tốt hơn nhất thậm chí còn trước khi đến trích tiên đỉnh thời điểm thiên đêm cũng cố ý căn dặn thiên minh nguyệt quan hệ càng thêm thân mật một ít có thể là sùng bái duyên có thêm lên một ít nguyên nhân khác thiên minh nguyệt cũng gia nhập tu hành đại đội ở giữa hơn nữa cực kỳ trẫm mê thường thường tìm tới gian trận có đôi khi không được còn lôi kéo người khác tại sao có nhục sư môn thuyết pháp một kiếm tuyết thần sắc đạm mạc chậm rãi nói ra ngươi cũng không phải là nam ta cũng không phải Trần Nhi chân chính sư nương. huống hồ nam nữ hoang ái, người thường tình. Ta ái mộ Trần Nhĩ, hắn ái mộ với ta, có gì không thích hợp. Hơn nữa thành tựu sư tôn, ngươi không nên chúc phúc chúng ta mới đúng hả? Nói đến đây. Một kiếm tuyết khó có được lộ ra một nụ cười, thấp nói rằng, ta biết ngươi cũng có cái này một phần tâm tư, chỉ bất quá cực hạn với sư đi, cho nên mới không dám vượt quá bước này. Thái sơ thánh chủ sắc mặt tối sầm, không có. Thật không có sao. Thái sơ thánh chủ, thổ. 317, Kim ô chí tôn hàng thế. Một chỗ hư vô bên trong không gian. Kim Nguyên vẽ mặt tâm thần bất định tiến nhập bên trong. Ở tại viễn phương, âm dương chí tôn đứng lặng hư không, đứng chắp tay, khí tức kinh khủng lan tràn ra, trấn áp toàn bộ. Chí tôn. Kim Nguyên thoáng cung kính nói rằng. Bây giờ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tình cảnh cực kỳ gian nan. Thái cổ hoàng tộc đã không có đất dung thân, chỉ còn lại có âm dương chí tôn bên này. Ở âm dương chí tôn triệu hoán hắn thời điểm, là hắn biết chuyện sắp xảy ra. Đại khái tỷ lệ chính là âm dương chí tôn đối với thái sơ thánh địa động thủ. Chỉ là Kim Nguyên thực sự không nguyện tham dự trong đó. Hai đại cự thú va chạm, thường thường tan biến chính là bọn họ loại này phục vụ tay sai tồn tại. Huống hồ, hắn cũng không rõ ràng âm dương chí tôn có thể hay không thật sự có năng lực đem đối phương mạt sát. Dù cho thực sự mạt sát, bọn họ bên này tổn thất cũng sẽ không quá nhỏ. Ngươi đã đến rồi. Ngươi cùng âm dương thánh chủ liên thủ vây giết đại tần hoàng triều. Âm Dương Chí Tôn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể tinh thanh âm. Đây là mệnh lệnh, không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Kim Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc hải nhiên. Trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cho là bọn họ phải đối mặt lấy Thái Sơ Thánh Địa. Bây giờ lại là Đại Tần Hoàng Triều. Nếu như Đại Tần Hoàng Triều thế thì dễ nói chuyện rỗi. Hắn cùng với Âm Dương Thánh Địa liên thủ, đã đủ áp chế Đại Tần Hoàng Triều. Ân. Ừ. Âm Dương Chí Tôn rõ ràng là ngày xưa sáng lập Âm Dương Thánh Địa Đại Đế bây giờ âm dương chí tôn trở về âm dương thánh địa tự nhiên là cúi đầu xưng thần chủ yêu không làm như vậy cũng không có biện pháp âm dương chí tôn trở về âm dương thánh địa cực đạo thần binh tất nhiên bị âm dương chí tôn mang đi bọn họ không muốn đều không được chí tôn thái sơ thánh địa bên kia kim nguyên thận trọng nói rằng muốn biết âm dương chí tôn có hay không chuẩn bị ở sau nếu như chỉ là đơn thuần diệt đại tần hoàng triều bọn họ hai thế lực lớn liên thủ vẫn là có thể làm được chỉ bất quá đại tần hoàng triều đứng sau lưng thái sơ thánh địa liên minh bọn họ một ngày động thủ thái sơ thánh địa bên kia chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ hơn nữa hắn nhớ biết âm dương chí tôn có thể hay không sẽ ra tay có thể hay không xâm cùng bọn họ trong chiến đấu tuy là hai đại bất hủ thế lực liên thủ có thể áp chế đại tần hoàng triều thế nhưng nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt hai thế lực lớn vẫn là có chút miễn cưỡng ngay cả là thắng cũng là tàn thắng thái sơ thánh địa bên kia ta tự nhiên sẽ xuất thủ việc đại tần hoàng triều chỉ là thuận tay làm chân chính mục tiêu là thái sơ thánh địa âm dương chí tôn chậm rãi nói ra ta biết các ngươi không nguyện đối mặt thái sơ thánh địa sở dĩ đem đại tần hoàng triều giao cho các ngươi hai thế lực lón diệt một cái đại tần hoàng triều ta nghĩ các ngươi hẳn không có vấn đề âm dương thánh chủ cùng kim nguyên hai mặt nhìn nhau không biết trả lời như thế nào vấn đề không lớn bất quá đại tần hoàng triều chung quy cũng là bất hủ thế lực đặc biệt tần hoàng kiếm vẫn là công phạt mạnh nhất cực đạo thần binh bọn ta liên thủ vẫn còn có chút miễn cưỡng. Kim Nguyên suy tư một chút, viễn chuyển nói rằng. Hắn biết mình bên này đã hoàn toàn trở thành đối phương tay sai, chỉ có thể mặc cho chỉ huy. Hắn có thể trở thành âm dương chí tôn trong tay một cây đao. Thế nhưng không nguyện quá mức liều mạng. Dù sao hắn đứng sau lưng không ngừng hắn một cái người, còn có toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc. Không nguyện vì âm dương chí tôn, triệt để vén bỏ toàn bộ. Tàm cho cả kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc vì vậy diệt vong. Nếu như hắn cùng âm dương thánh địa liên thủ, triệt để cùng đại tần hoàng triều đổ máu phía sau kết quả hơn phân nữa là bọn họ thắng thảm kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cũng sẽ bị trọng thương thậm chí còn cực đạo thần binh đều không thể bảo tồn một khi bị trọng thương đến tiếp sau âm dương chí tôn đám người một ngày truy tầm tiên lộ triệt để tiến nhập tiên vực bọn họ sẽ đối mặt lấy một chúng cổ thay mặt chí tôn đến rồi cái kia thời gian kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc để cho khả năng hoàn toàn bị diệt để cho một vị đại đế trợ giúp các ngươi các ngươi hà tất kinh hoảng âm dương chí tôn nhìn thoáng qua kim nguyên chậm rãi nói rằng sống chết của bọn họ âm dương chí tôn không để bụng sở dĩ để cho bọn họ xuất thủ cũng chỉ là để cho hắn ngăn cản đại tần hoàng triều cực đạo thần binh làm cho một vị khác cổ đại chí tôn triệt để đại khai sát giới có thể mang đại tần hoàng triều trực tiếp diệt để cho hắn xả giận nghe vậy hai người đều tùng một khẩu khí trên mặt cũng lộ ra thần sắc tự tin có cổ đại chí tôn xuất thủ đó cũng không giống nhau a à. cho dù là đại tần hoàng triều bọn họ cũng có thể diệt thật giống như đi tây thái sơ thánh địa diệt chân long tộc giống nhau chí tôn thái sơ thánh địa không thể coi thường nếu chỉ là chí tôn một người xuất thủ chưa chắc là đối thủ kim nguyên suy tư một chút vẫn là nhắc nhở một câu hắn không biết âm dương chí tôn kế hoạch là cái gì bất quá âm dương chí tôn dù sao cũng là chỗ dựa của bọn họ bọn họ không muốn chỗ dựa của mình quá mức trương cùng do đó đoán sai thái sơ thánh địa lực lượng tự nhiên không có khả năng một vị chí tôn ba vị cổ đại chí tôn liên thủ giết chết một cái đại thánh cảnh. Đây cũng tính là thái sơ thánh tử vinh hạnh. Âm dương chí tôn thản nhiên nói. Diệt đại tần hoàng triều chỉ là tiện tay, cũng là vì để cho mình ra một khẩu khí. Âm dương chí tôn mục đích thực sự, vẫn là gian trần. Cũng hoặc là gian trần trong tay đại thành hỗn nguyên đạo thể. Ba vị cổ đại chí tôn. Hai người cực kỳ ăn ý nhìn đối phương liếc mắt, hai mắt đều toát ra một vệt hải nhiên cùng kinh hỉ. Một vị hai vị cổ đại chí tôn có lẽ không cách nào giết chết thái sơ thánh địa thế nhưng ba vị cổ đại chí tôn tuyệt đối có thể. Loại này đỉnh tiêm chiến lực quá kinh khủng. Dù cho Thái Sơ Thánh Địa có đại thành hỗn nguyên đạo thể tỏa trấn, có rất nhiều cực đạo thần binh che chở, cũng khó mà ngăn cản ba vị cổ đại chí tôn. Thái Sơ Thánh Địa cũng bị diệt. Nghĩ đến đây, trong lòng hai người vô cùng phấn chấn, giống như là thấy được nào đó vượt thời đại sự tình muốn phát sinh ở trước mắt của mình. Cũng hoặc là nói, để cho bọn họ tham dự, mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Trung Châu Đại Tần Hoàng Triều lãnh thổ. Tổ Long Thành. Thành tựu Đại Tần Hoàng Triều thủ đô, Tổ Long Thành trước sau như một náo nhiệt. Đặc biệt là ở Thái Sơ Thánh Địa danh trấn cửu thiên giới sau đó, có Thái Sơ Thánh Địa che chở. Đại Tần Hoàng Triều không người trêu chọc, cho dù là Thái cổ hoàng tộc cũng không dám ở chỗ này làm càng. Lâu ngày, đưa tới toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều cực kỳ hưng thịnh. Đã trở thành Trung Châu đệ nhất Hoàng Triều. Sắp xếp ở phía dưới là Đại Càng Hoàng Triều. Chương 318, Kim Ô Chí Tôn Hàng Thế. Lúc này, trong hoàng cung, đại tần hoàng đế cùng tần nhị thế nằm ở một chỗ bên trong vườn. Phụ thân, âm dương chí tôn thực sự sẽ ra tay sao? Chỉ từ lần trước Thái Sơ Thánh tử nhắc nhở qua phía sau, đã qua thời gian 3 tháng. Tần nhị thế chậm rãi nói rằng, ở cổ thành thời điểm, Giang Trần Liền đã từng đã nói với hắn. Âm dương chí tôn sẽ đối với bọn họ đại tần hoàng triều xuất thủ. Biết được tin tức sau đó, tần nhị thế lập tức phản hồi đại tần hoàng triều nói cho đại tần hoàng đế đại tần hoàng đế cũng theo đó âm thầm thiết hạ phòng bị. Hơn phân nữa là thực sự. Nếu thái sơ thánh tử tất cả nói, tự nhiên phát giác ra. Huống hồ, âm dương chí tôn cùng bọn ta tổ tiên đại tần tổ long có cừu oán. Ngày xưa trớ chú chính là đối phương sở hạ, bây giờ đối phương đã hồi phục, hơn phân nữa cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Sở dĩ không động thủ, có lẽ kiên kỳ thái sơ thánh địa. Nói đến đây, đại tần hoàng đế thoáng may mắn nói ra, cũng may tích nhật gia vào thái sơ thánh địa, nếu không chỉ có chúng ta khó có thể đối kháng âm dương chí tôn bây giờ toàn bộ cửu thiên giới có thể chống đỡ cổ đại chí tôn cũng chỉ có thái sơ thánh địa nghĩ đến đây đại tần hoàng đế càng may mắn cũng may trước đây liền ôm lấy thái sơ thánh địa bắt đùi nếu không bọn họ thật vẫn không phải biết rõ làm sao làm cực đạo thần binh có thể kinh sợ còn lại thế lực thế nhưng đối với cổ đại chí tôn mà nói nhất kiện cực đạo thần binh sức uy bi hiếp cũng không lón nếu như đối phương động thủ thật đại tần hoàng triều tuyệt đối không thể chống đỡ được gần như cùng lúc đó đột nhiên thiên địa rung chuyển một đạo ba động khủng bố triệt để bạo phát giống như sóng triều một dạng ở chân trời bên cạnh triệt để bạo phát dường như cùng cuộn sóng triều hướng phía đại tần hoàng triều mà đến đặc biệt là tổ long thành đứng mũi chịu sào kinh cũng uy hiếp triệt để bạo phát hủy diệt lực lượng giống như là muốn triệt để hủy diệt toàn bộ tổ long thành phương nào đạo chích dám ở tổ long thành dương oai đại tần hoàng đế gầm lên một tiếng, tần hoàng kiếm ngang trời mà ra. Hào quang rực rỡ giống như ngân hà một dạng trút hết ra, trong nháy mắt trảm diệt sở hữu công phạt, để cho hắn không cách nào ở tiến thêm một bước. Không cách nào uy hiếp được tổ long thành. Theo sát, từng đường khí tức từ tổ long bên trong thành bộ phận phân tranh trào tới. Những thứ này đều là đại tần hoàng triều cường giả, đều là đại tần hoàng triều nội tình. Âm ẩm. Bầu trời nổ tung, giống như một khối cái gương nổ tung. Ô ương ương đoàn người hiện lên ở trước mặt mọi người, cường đại quân đội giống như đàn kiến một dạng trải rộng toàn bộ hư không đại quân áp cảnh cuồn cuộn uy áp cuốn tới kinh sợ thiên địa chứng kiên thiên không chỉ thượng đại quân đám người trở nên biên sắc âm dương thánh chủ kim nguyên các ngươi thật to gan nhìn lấy cẩm đầu hai người đại tần hoàng đế lập tức nổi giận kim nguyên liền tính đây là bọn hắn dự liệu ở giữa âm dương thánh chủ dĩ nhiên cũng tham dự trong đó âm dương thánh địa khi nào cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc một dạng rồi thần phục với cổ đại chí tôn. Đại tần hoàng đế thanh âm u u thanh âm. Đám người hải nhiên. Bọn họ không nghĩ tới, bây giờ thế đạo này. Vẫn còn có bất hủ thế lực dám đối với thái sơ thánh địa liên minh động thủ. Thần phục. Ngươi nghĩ nhiều. Âm dương thánh địa bản thân từ tổ tiên sáng chế, tại sao thần phục nói đến? Âm dương thánh chủ chậm rãi nói rằng. Tổ tiên có lệnh, hôm nay diệt đại tần hoàng triều. Mặc dù không biết các ngươi khi nào treo chọc tổ tiên. Âm dương thánh chủ u u nói rằng biết phía sau có cổ đại chí tôn chống đỏ, bọn họ ngược lại là cực kỳ có để khí, không chút nào sợ đối phương. nhảy nhót tên hề. ngày xưa tổ long tại thế không dám nhảy ra, bây giờ tổ long hóa đạo qua nhiều năm như vậy mới dám nhảy ra. khó trách các ngươi âm dương thánh địa bây giờ phế vật, nguyên lai sư thừa với âm dương chí tôn, hai chấm một đại tần hoàng đế quát lạnh một tiếng, cái này chính là các ngươi âm dương thánh địa vẫn không sánh bằng thái sơ thánh địa nguyên nhân, tổ tiên không được đưa tới nhất mạch tương thừa lại biết đối phương là âm dương chí tôn dưới trướng thế lực đại tần hoàng đế cũng triệt để vạch mặt không có bất kỳ dấu giếm thêm lên phía trước đã sớm biết đối phương phải ra tay cũng không phải làm sao ngoài ý muốn các ngươi đã đều tới như vậy cổ đại chí tôn phỏng chừng cũng đến rồi đi ra a à, hà tất trốn trốn tránh tránh đâu đại tần hoàng đế u u nói rằng thoại âm rơi xuống ầm ầm thiên địa chấn động bàn bạc hỏa quan trúc hết ra một vòng đại nhật treo lơ lửng ở thiên khung chi thượng một đầu cự đại kim ô chiếm giữ thiên khung trong mắt lạnh như băng nhìn quét thiên địa bao quát chư thiên cổ đại chí tôn ký tức kinh cũng trút hết ra làm cho đám người cảm thấy kinh sợ ngươi ngược lại là thông minh nếu có thể tính đến những thứ này kim ô chí tôn chậm rãi nói ra các ngươi đã đều biết được như vậy thái sơ thánh địa nhân cũng nên xuất hiện thái sơ thánh tử ở đâu tiếng nói vừa dứt hưu một đạo ánh sáng lạnh ầm ẩm, ẩm mà ra một vệt kiếm quan dường như sông dài treo lơ lửng phía chân trời trảm diệt thiên khung, tan biến đại nhật. Một giọng nói u u vang lên. Muốn giết ngươi, cẩn gì phải thái sơ thánh tử xuất thú. Lão Phu đã đủ. Lại nói tiếp ngày xưa Lão Phu chém giết vô số kim ô, bất kỳ cảnh giới nào đều giết qua, duy chỉ có đại đế không có giết qua. Bây giờ ngược lại là có thể bù đắp tiếc nuôi. Chương 319, Kinh tài tuyệt diễn cô kiếm. Một kiếm hàng quan chiếu cửu châu. Vô ngần kiếm quan giống như thao thao bất tuyệt sông dài, phi nhanh mà đến, vô song phong mang trảm diệt toàn bộ, nơi đi đến đều hóa thành bột miệng. Hư không nổ tung, thiên khung đổ nát. Toàn bộ thiên địa tự hồ cũng bị một kiếm này cho trảm diệt. Sợ kỹ năng bốn tòa. Đối mặt với cuồng cuộn kiếm khí sông dài, mạnh như âm dương thánh chủ cùng kim nguyên đều có chút ngồi không yên. Cái này một cổ vi thế phía dưới, mặc dù bọn họ có vô song đại quân, đại quân áp cảnh. Lại như cũ không bằng đối phương. Chỉ là một đạo kiếm khí, lại đưa bọn họ xâm nghiêm đại quân áp chế xuống. Chí tôn. Kim nguyên nhịn không được khẽ quát một tiếng, thân hình phía sau hiện lên cực đạo thần binh, vô cùng uy năng lan tràn mà ra. Muốn ngăn cản trước mặt kiếm khí. Kim ô chí tôn quát lạnh một tiếng, hanh. Ta ở chỗ này, phương nào đạo chích dám ở này trương cuồng. Trong lời nói, ngọn lửa màu vàng ầm ẩm, ẩm mà ra, kim quan sáng chói lan tràn mà ra, đem trọn cái kiếm khí sông dài bao phủ ở, tự hồ muốn bên ngoài triệt để đốt cháy. Nhưng mà, kiếm khí phong mang quá mức cường thế, mạnh như kim ô chí tôn công phạt, cũng vô pháp tan rã ngày càng ngạo nghễ kiếm khí phong mang, xỏ xuyên qua hỏa diễm, lấy không thể địch lại được xu thế hướng phía Kim Ô Chí Tôn sông ngang mà đến. Chứng kiến thủ đoạn của mình bị xông phá, Kim Ô Chí Tôn sắc mặt khá là khó coi, trong lòng bốc lên, lộ ra một tay tới, nhẹ nhẹ bắt lại kiếm khí. Âm ẩm. Kiếm khí cuồng bạo không gì sánh được, vô tận phong mang hướng phía bốn phương tám hướng vào bắn mà ra, cần muốn tránh thoát lao lung, hướng phía Kim Ô Chí Tôn trảm sát mà đi Kim Ô Chí Tôn nhục thân cuối cùng là ngày xưa đế thể, nhục thân vô song, không thể phá vỡ, khó có thể ma diệt. Mạnh như cái này ngập trời kiếm quan cuối cùng vẫn không cách nào tránh thoát lao lung, lại như cũ ở kim ô chí tôn trên cánh tay lưu lại một điều điều vết máu, kim sắc máu tươi chảy như dòng nước, có kinh khủng sinh cơ lan tràn mà ra. Dĩ nhiên có thể thương tổn đến cổ đại chí tôn. Thiên địa náo động một mảnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này nhưng là cổ đại chí tôn A, ngày xưa đại đế. Dục thân vô song, không có người thường khó có thể đối kháng. Ngay cả là cực đạo thần binh, đều khó ở tại lưu lại vết tích người này bằng vào kiếm khí, dĩ nhiên có thể ở đại đế nhục thân lưu lại vết tích. Từ một điểm này có thể nói rõ, đối phương đối với kiếm đạo cảm ngộ đạt được khó có thể tưởng tượng tình trạng, đăng phong tạo cực. Người tốt rất. Kim ô chí tôn sầm mặt lại, giận quá mà cười. Mặc dù không biết đối phương là người phương nào, cũng đã để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Gần như cùng lúc đó. Đám người cũng 17 cực kỳ kinh ngạc, người xuất thủ đến tục cùng là người phương nào. ầm ầm, Thiên địa rung chuyển, một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ giữa hư không đi ra. Quần áo thanh y, thân hình câu lũ, một đầu mái tóc dài màu trắng tùy phong mà phiêu, trong lúc hành tẩu kèm theo từng đợt tiếng ho khan, giống như là một cái ma ốm, ngọn đèn khô tẩn, dường như ho khan hai cái liền muốn chôn xuống hoàng tuyển, hóa thành một cổ thi thể. Chỉ là trên người vô cùng kiếm ý, lại làm cho người không đám kinh thị. Kinh khủng kiếm ý, nối liền trời đất. Dường như muốn đem trọn cái thiên địa trảm diệt. Hắn khuôn mặt tuân mỹ, sắc mặt tái nhọt, cẩm trong tay thái sơ thánh địa đế kiếm, sắc mặt ôn hòa, giống như một vị thư sinh một dạng, chậm rãi nói rằng. Bỉ nhân cô kiếm, nghe nói cổ đại chí tôn tai họa nhân gian, hôm nay dắt đế kiếm qua đây trảm sát chí tôn, vì thế nhân mở thái bình. Lời của nam tử rất nhẹ, nghe vào hữu khí vô lực, khiến người ta lo lắng sau một thắc liền két. Chỉ là đám người nghe được cái tên này, thần sắc kinh dị, tê cả da đầu. Vô luận là ai, trên mặt đều không có thương hại, châm chọc, kinh thị. Chỉ nguyên do bởi vì cái này tên quá mức thạch phá thiên kinh thái sơ thánh địa cô kiếm ngày xưa một vị tuyệt thế thiên kiêu làm kiếm nói chí tôn thiên phú dị bẩm không người có thể địch lại bởi vì sinh không gặp thời giáng sinh với đại đế tại thế thời đại con đường bị ngăn cản không cách nào thuế biến chứng đạo thành đế bất quá có thể để cho hắn chân chính danh dương thiên hạ cũng không vô thượng tư chất mà là vô thượng ngạo khí cùng chiến lực ở đại đế sống sót thời đại cô kiếm nghịch thiên đánh vỡ vô số cấm kỵ cuối cùng bước vào chuẩn đế cửu trọng đang đối mặt thái cổ hoàng tộc áp bách Cô kiếm nhất người trấn thủ ba đại thái cổ hoàng tộc, uy áp cửu thiên giới. Cho dù đối mặt với vô khuyết đại đế, vẫn như cũ có thể cùng chúng chống lại. Không đến mức cùng những người còn lại một dạng, hai chiêu bại lui. Đã từng có người đáng tiếc với cô kiếm sinh không gặp thời, muốn cho bên ngoài thoái ẩn giang hồ, lánh đời chờ đợi dưới một thời đại đến. Cho dù là ban đầu đại đế đã từng danh ngôn, nếu như cô kiếm cùng hắn sống ở cùng một thời đại, sẽ trở thành chính mình đối thủ lớn nhất. Nếu như sống đến tới thời đại, đem không người có thể cùng cô kiếm tranh phong chỉ là cô kiếm là kiêu ngạo, hắn không muốn lánh đời sống tạm. Chỉ nghĩ đánh vỡ tầng tầng cầm cố, làm được thường nhân không thể làm được sự tình. Nghĩ bằng vào lực một người đánh phá thiên địa phong cấm, hằng ác thiên địa, chứng đạo thành đế. Nhưng mà, lực lượng cá nhân khó có thể đối kháng thiên địa vĩ lực, cô kiếm cuối cùng thất bại. Từ đây tiêu thất ở trong thiên địa. Thế nhân đều cho rằng cô kiếm đã vẫn lạc, hóa thành dài dằn giặc tuế nguyệt chói mắt vết tích, khắc ấn ở dài dằn giặc tuế nguyệt ở giữa nhưng tiên có người biết được, cô kiếm ẩn nuôi thái sơ thánh địa. Hóa thành thái sơ thánh địa lớn nhất nội tình, vì thái sơ thánh địa hậu nhân che chở, khai sáng huy hoàng con đường. Bây giờ, cổ đại chí tôn đột kích. Cô kiếm dắt đế kiếm đột kích, như huy hoàng đại nhật hàng lâm cửu thiên giới, lóng lánh thế nhân. Cho dù thân hình câu lũ, tùy phong mà ngược lại, ý chí cường đại cùng kiếm khí vẫn như cũ làm cho thế nhân cảm thấy kinh dị. Cho dù là kim ô chí tôn không thừa nhận cũng không được. Trước mặt nam tử này kinh tài tuyệt diễm, kiếm đạo nghiên cứu viễn siêu tưởng tượng của hắn cô kiếm dĩ nhiên không có chết thái sơ thánh địa nội tình vẫn là đáng sợ a à, mặc dù không là đại thành thể chất chỉ là chuẩn đế cửu trọng thế nhưng cái này một vị cũng không đồng dạng ngày xưa có thể ngạnh kháng vô khuyết đại đế như vậy cẩm trong tay đế kiếm cũng không so với đại thành thể chất sai mặc dù không có thái sơ thánh tử đại thành thể chất hơn phân nữa cũng không có người dám trêu chọc thái sơ thánh địa nội tình này thật là đáng sợ không nghĩ tới thái sơ thánh địa còn tất giấu như vậy nội tình cũng không biết cô kiếm còn có mấy phần thực lực, có thể hay không có thể chống đỡ cổ đại chí tôn. Cái này khó mà nói, cổ đại chí tôn cuối cùng là ngày xưa đại đế, thần thông thông thiên, thực lực khó có thể tưởng tượng. Đại thành hỗn nguyên đạo thể, cô kiếm, bốn cái cực đạo thần binh cái này thái sơ thánh địa nội tình thực sự là thái quá. Thái sơ thánh địa mời ra cô kiếm, hơn phân nữa có thể dự liệu được cổ đại chí tôn xuất thủ. Chuẩn bị thật là sung túc. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cùng âm dương thánh địa phỏng chừng muốn trợn tròn mắt đừng nói bọn họ chúng ta đều muốn trợn tròn mắt cô kiếm xuất thế không thể nghi ngờ là thạch phá thiên kinh làm cho cả cửu thiên giới đều chấn động lên đây là ngày xưa cửu thiên giới thần thoại a mặc dù đã trải qua mấy trăm ngàn lại như cũ truyền lưu cửu thiên giới đặc biệt là tu hành kiếm đạo người không ai không biết cô kiếm danh hào coi là mục tiêu đồng thời cô kiếm xuất thế làm cho những thứ kia đứng xem bất hủ thế lực kinh dị cái này thái sơ thánh địa nội tình quá kinh khủng thảo nào đời này có thể quét ngang toàn bộ chỉ bằng mượn những thứ này nội tình, đều đủ để lay động toàn bộ cửu thiên giới. Ngày càng ngạo nghễ, không người có thể địch. Kiếm đạo của ngươi đã trăng hóa cảnh, cùng chúng ta đại đạo không hề phân biệt. Kim ô chí tôn thẩm thị cô kiếm, trong mắt lộ ra một tia kinh diễm, tuy là địch nhân, hắn không thừa nhận cũng không được cô kiếm kiếm đạo tạo nghệ khó có thể tưởng tượng. Đã hoàn toàn theo chân bọn họ đại đạo tương đề tình luận. Trình độ nào đó mà nói, xem như là nửa chân đạp đến vào đế cảnh. Chỉ là thiếu khuyết thiên tâm ấn ký rèn luyện, để cho hắn thể xác và tỉnh thần thuế biến. Nếu không, cô kiếm chính là một vị vô thượng đế cảnh. Hằng áp vạn cổ vô thượng tồn tại. Ngươi nhân vật như vậy, dĩ nhiên không có chứng đạo. Ngược lại là ngạc nhiên. Lấy năng lực của ngươi, nếu muốn cướp đoạt thiên tâm ấn ký, người phương nào có thể ngăn. Kim ô chí tôn càng xem cô kiếm, càng cảm thấy kinh diễm. Trong lòng, mặt danh kỳ diệu dâng lên một cổ không giảng hòa tiết núi. Nhân vật như vậy đều không có chứng đạo. Đây là cửu thiên giới tiết núi, dựa vào thiên tâm ấn ký chứng đạo như thế nào xưng là chân chính đại đế đế giả vạn linh đứng đầu uy áp chư thiên cần gì phải mượn ngoại vật để cho hắn tự thân đột phá cô kiếm mắt nhìn xuống kim ô chí tôn thần thái lãnh ngạo hắn chính là như thế một cái kiêu ngạo người dự định không mượn ngoại lực đột phá dựa vào tự thân lực lượng bước vào đế cảnh hắn thấy vì đế giả căn bản không cần ngoại vật đột phá ngươi nói như vậy đắc tội cũng không phải một mình ta mà là dài dằng dặc tuế nguyệt tới nay đế giả. Kim Ô Chí Tôn cũng không sinh khí, cường giả có cùng với chính mình ngạo khí cũng thuộc về thật bình thường. Thêm lên cô kiếm loại điều kiện này, bằng vào cá nhân mạnh mẽ bước vào đế cảnh đại đạo. Có ngạo khí như vậy là bình thường. Không có ngược lại mới, chỉ có kỳ quái. Chương 320, Giang Trần trực diện âm dương chí tôn. Chỉ bất quá cô kiếm lời nói này xác thực có chút bản đồ pháo. Hầu như túi qua sở hữu đại đế dù sao tất cả đại đế đều là mượn lực với thiên tâm ấn ký đột phá, không có bất kỳ người nào là ngoại lệ. Cửu thiên giới đại đạo không trọn vẹn, quyết định khó có thể dựa vào cá nhân mạnh mẽ đột phá. Không có trời tâm ấn nhớ gia trì, không người đột Aranka trước công cùng xiền xích, không cách nào kéo dài qua trước mặt đại sơn. Đây là như sắc thép định luật. Cũng là thiên đạo quy tắc, không người có thể vượt quá. Vô luận có bao nhiêu yêu nghiệt tồn tại, ở nơi này một cái quy tắc trước mặt đều muốn âm thầm thần thương đây chỉ là một mình ta nói như vậy, một người nghĩ. Cho người khác không quan hệ. Cô kiếm thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, người khác tuyển trạch là người khác sự tình, với ta không quan hệ. Ta chỉ nguyện tuyển trạch tự thân đạo đường. Hắn tuy là kiêu ngạo cũng không ngốc. Không cần phải. Mở bản đồ pháo. Dù sao đây là bất đắc dĩ việc, toàn bộ con đường chỉ có một cái lối ra, thêm lên đế cảnh mê hoặc đặt ở trước mặt, ít ỏi người có năng lực chống đỡ loại cám dỗ này. Hắn cũng sẽ không kinh thị với những người này tuyển trạch chỉ là mỗi cái người tuyển chọn không giống với mà thôi. Trình độ nào đó mà nói, nếu không quen thuộc hoàn cảnh gây nên, hắn cũng sẽ không đi ra một con đường như vậy con đường. Đợi đến có lựa chọn thời điểm, lại đã chậm, trên một con đường này đã không có đường lui khả năng tính. Ý chí ngược lại là kiên định. Kim ô chí tôn mâu quan thiểm thước, lời nói xoay chuyển, sát ý sôi trào, sự tồn tại của ngươi để cho ta cảm thấy kinh diễm, cũng chỉ có thế này mà thôi, so với ngươi kinh diễm, ngươi khí huyết càng làm cho ta cảm thấy hưng phân mặc dù không bằng đại thành hỗn nguyên đạo thể lại như cũ có thể giúp ta bù đắp khuyết điểm đừng xem cô kiếm bệnh rễ rễ dáng vẻ nhìn qua tùy phong gục đây chỉ là biểu hiện giả dối ở kim ô chí tôn cảm giác được ở giữa người này khí huyết thịnh vượng hoàn toàn không có bại lui dấu hiệu vẫn còn trạng thái tột cùng nếu như có thể đem nó luyện hóa cũng để cho thương thế gần như hoàn toàn khôi phục ầm ầm kim ô chí tôn hung hãn xuất thủ sôi trào ngọn lửa màu vàng như ngân hà một dạng chiếu nghiêng xuống đốt sạch thiên địa hư không đều bị bên ngoài nóng chảy thao thao bất tuyệt xu thế cần muốn đem trọn cái trung châu hủy diệt cái này bên trong chịu tải lấy kim ô chí tôn đại đạo năng pháp tắc quy khó có thể tưởng tượng giống như thiên tai đối mặt với bi thế như vậy đám người cũng chỉ có tuyệt vọng khó có thể đối kháng gần như cùng lúc đó tiếng kiếm reo vang vọng vô song kiếm ý quay lại cửu thiên thập địa trong khoảnh khắc kiếm khí khí trùng vân tiêu quét ngang toàn bộ vô tận hỏa diễm hủy diệt giống như là gắn gượng bị lau đi một dạng. Gần như cùng lúc đó, cô kiếm lôi kéo kim ô chí tôn hướng phía vô tận tinh không mà đi. Bọn họ loại này tầng thứ một ngày ở cửu thiên giới bạo phát, toàn bộ cửu thiên giới đều muốn băng diệt. Đáng chết! Nhìn lấy kim ô chí tôn bị kéo. Âm dương thánh chủ cùng kim nguyên sắc mặt thoáng cái đen rồi. Không có kim ô chí tôn trợ giúp, bọn họ muốn tiêu diệt toàn bộ đại tầng hoàng triều khó khăn. Coi như thắng cũng là thắng thảm. Ai? Âm dương thánh chủ hít một khẩu khí, có chút bất đắc dĩ, động thủ đi. Nếu chúng ta không nguyện động thủ, thì không phải là có thể hay không thắng vấn đề. Bọn họ nếu không phải dám động thủ, thì không phải là nên đón Thái Sơ Thánh Địa trả thù. Còn có âm dương chí tôn đám người trả thù. Hai người không có bất kỳ dựa, một ngày cổ đại chí tôn động thủ, bọn họ sẽ trực tiếp trở thành huyết thực, triệt để băng diệt. Giết! Kim Nguyên cũng biết rõ song phương tình cảnh, cũng chỉ là kiên trì gầm lên một tiếng. ầm ầm Đại quân đánh tới, trùng trùng điệp điệp vì thế kinh cũng phân tán rộng ra trấn áp thiên địa gần như cùng lúc đó hư không nổ tung mấy đạo quan mang chất thước mà ra từng đường cực đạo thần binh bay ra vì thế cường đại đứng lặng thiên địa làm cho nguyên bản sôi trào đại quân triệt để ngừng thuần dương thánh chủ đứng ở cực đạo thần binh bên trên đứng chắp tay mắt nhìn xuống kim nguyên đám người cười nhạt nói ra liền hai người các ngươi hà binh tướng cũng dám diệt ta liên minh người ngàn năm tuế nguyệt sống ở cẩu thân lên sao hai đại bất hủ thế lực liền dám đối với đại tần hoàng triều động thủ. Điều này thật không đem bọn họ đặt ở nhãn 843 dặm A. Ở tại bọn hắn động thủ thời điểm, thuần dương thánh địa, đại tràng hoàng triều còn có thiên hồ nhất tộc, thái thanh đạo tông trợ giúp lập tức hàng lâm. Như thần binh trời giáng Tứ đại cực đạo thần binh uy thế tịch quyển chư thiên, uy áp chúng sinh. Lão hủ là thật không muốn tham dự những thứ này. Thái thanh đạo tông tông chủ cực kỳ bất đắc dĩ, thật vất vả quá 10 năm cuộc sống an ổn, các ngươi những người này thực sự là không yên ổn, có gây nên mầm tai vạ, gây nên mầm tai vạ liền tính, có thể hay không chuẩn bị chu toàn một ít, chỉ là hai đại bất hủ thế lực liền dám động thủ, chưa chắc quá mức tự đại, hắn đều hết chỗ nói rồi, muốn gây sự tình cũng có thực lực mới được a, chỉ là hai đại bất hủ thế lực liền dám động thủ, cái này coi thường ai đó, quả thật liên minh bọn họ là giả a, chứng kiến tứ đại bất hủ thế lực dắt tay nhau mà đến, âm dương thánh chủ cùng kim nguyên tê cả da đầu đều muốn trực tiếp lui ra. Bọn họ cũng không muốn làm như vậy a. À. Chỉ có đầu óc hỏng rồi, mới phát giác được hai đại bất hủ thế lực dám đối với đại tần hoàng triều động thủ. Nếu không phải là có cổ đại trí tôn áp chế, còn có cổ đại trí tôn gia trì, bọn họ mới sẽ không động thủ. Vốn tưởng rằng có còn lại hai đại cổ đại trí tôn ngăn trở thái sơ thánh địa liên minh, bọn họ những thứ này có một vị cổ đại trí tôn trợ giúp, đã đủ ung dung đem đại tần hoàng triều tiêu diệt. Ai biết kim ô trí tôn mới dám xuất thế, cô kiếm cũng xuất thế theo sát mà đến tứ đại bất hủ thế lực tới mà con mẹ nó hai đại cổ đại chí tôn không biết nơi nào đi để cho bọn họ hai người vị thái sơ thánh địa liên minh bao vây để cho bọn họ nhìn không được chửi má nó cổ đại chí tôn người đâu không phải nói cùng nhau chuẩn bị chu đáo sao không phải nói muốn hóa giải áp lực của bọn họ sao muốn cổ đại chí tôn trợ giúp các ngươi đừng suy nghĩ các ngươi cổ đại chí tôn sớm đã bị chặn thiên dạ thần sắc đạm nhiên chậm rãi nói ra các ngươi đã không có viện binh trừ phi thái cổ hoàng tộc đầu óc bị hư, nghĩ phải cùng chúng ta vạch mặt, trực tiếp trợ giúp các ngươi, mới có cơ hội. Lại bị chặn. Hai người trong lòng chọc lạnh. Thật chẳng lẽ không có bất kỳ cơ hội sao? Nghĩ tới những thứ này, Kim Nguyên vô ý thức nhìn về phía thái cổ hoàng tộc phương hướng. Nhưng mà... Nam cương phương hướng không có bất kỳ biến động, vô số thần niệm nghĩ chân hư không, thần niệm tràn đầy châm chọc cùng cười nhạt. Đều ở đây xem chuyện cười của bọn họ. Nói đùa. Thái cổ hoàng tộc cũng không ngốc, vốn là thực lực liền còn dư lại không có mấy đến tiếp sau còn có đại biến cố không cần phải tham dự trong đó tuy là tham dự trong đó bọn họ có cơ hội đánh tan thái sơ thánh địa liên minh chỉ là làm như vậy đối với bọn họ có chỗ tốt gì trở thành cổ đại chí tôn tay sai sao một bên khác âm dương hải phụ cận giang trần long hành hổ bộ xuyên qua tầng tầng hư không đi tới âm dương hải phụ cận tỉ nạn thân hình ngăn chặn toàn bộ âm dương hải sơn môn nhàn nhạt nói ra nếu đều xuất thủ, cũng không cần phải. Giấu giếm. Ta cũng không cần các ngươi tự mình đến tìm ta. Hôm nay ta tự mình tới tìm các ngươi, thật ra khiến ta xem một chút, các ngươi có bản lĩnh hay không đem ta chém giết. Ân. Ừ. Giang Trần không ở bị động, trực tiếp chủ động tới chặn Sơn Môn.